Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 10. Ngươi muốn thành lập một thế lực. Sau khi nghe xong kế hoạch của Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt nằm ở trong lòng Dương Diệp có chút kinh ngạc hỏi, hiển nhiên, đối với ý tưởng này của Dương Diệp, nàng ta vẫn có chút bất ngờ. Dương Diệp gật đầu, nói, sao không được à? Vậy cũng không phải. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nói, chỉ là ngươi có biết muốn thành lập một thế lực thì cần tốn bao nhiêu tiền tài không? Còn nữa, về vấn đề nhân mạch, nhân tài, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Dương Diệp gật đầu, nói, ta nhiên là có nghĩ tới rồi, thế này ngươi xem thử nhé, tiền tài ta bỏ, về phương diện người thì ngươi lo, được không? Tiểu đệ đệ, đó không phải là một khoản nhỏ đâu. Tần Tịch Nguyệt nghiêm túc nói, phương diện tiền tài ta sẽ giải quyết. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi chỉ cần giúp ta làm việc này là được rồi. Đương nhiên, để báo đáp, ta sẽ hết sức phối hợp để cứu mẫu thân của ngươi ra, thế nào? Ngươi nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi. Tần Tịch Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó nói, thành giao, ta nói rõ trước nhé, phương diện tiền tài này ngươi phải cung cấp đủ, bằng không thì ta cũng đành bất lực thôi. Thấy Tần Tịch Nguyệt đáp ứng, Dương Diệp cười cười, nói, ngươi muốn thành lập loại thế lực gì? Là thu thập tình báo hay là chuyên môn ám sát? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ rồi nói, hệ thống tình báo thì đã có hệ thống của ngươi rồi, ta muốn thành lập một tổ chức ám sát đặc biệt. Có thể hỏi ngươi vì sao muốn thành lập thế lực như vậy không? Ngươi tốt nhất là đừng biết làm gì, bằng không ngươi sẽ không có lòng tin đi làm chuyện này đâu. Dương Diệp cười nhạt nói, nếu để nữ tử biết, thế lực mà hắn muốn tạo dựng ra là để đối kháng với Bách Hoa Cung, chắc nữ tử này sẽ cho rằng hắn điên rồi. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, sau đó không hỏi gì nữa, đối với nàng ta mà nói, nam tử trước mắt này nguyện ý hợp tác với nàng ta, phối hợp với nàng ta cứu mẫu hậu của nàng ta ra là đủ rồi. Nếu chúng ta hiện tại đã thẳng thắn thành khẩn hợp tác với nhau, vậy có thể nói cho ta biết tính danh thật sự của ngươi chưa? Tần Tịch Nguyệt nói, nghe vậy, Dương Diệp bật cười, nữ nhân trước mắt này quả nhiên huệ chất lan tâm, biết hắn dùng tên giả, do dự một chút rồi nói. Dương Diệp, người thành An Nam. Tần Tịch Nguyệt, người của Hoàng thất Đại Tần, hiện tại là tình nhân của Dương Diệp. Tần Tịch Nguyệt chớp chớp mắt, nói, có thể đứng đắn một chút không? Tiểu đệ đệ, ngươi chưa từng nghe qua câu nữ nhân không xấu thì nam nhân không thương à? Dương Diệp. Sau khi nửa canh giờ, thương thế của Tần Tịch Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, Tần Tịch Nguyệt đứng lên, nhìn về phía xa xa, sau đó nghiêm mặt nói. Tiểu đệ đệ, lúc trước nghe Quân Lâm đó nói, mộ của trụ đế bên trong di tích thương triều này đã xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là nên đi xem thử. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, hỏi. Ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta vẫn đang bị người ta đuổi bắt đó. Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói. Tiểu đệ đệ, tuy tỷ tỷ không biết ngươi vì sao muốn thành lập một tổ chức sát thủ, nhưng hiển nhiên điều này đối với ngươi là vô cùng quan trọng. Nếu đã quan trọng, vậy chúng ta không thể thành lập một thế lực tầm thường, muốn thành lập một thế lực không tầm thường, vậy chúng ta cần tài nguyên, ví dụ như công pháp, huyền kỹ, huyền bảo, mà mấy thứ này, trong mộ của trụ đế đó hẳn là không thiếu đâu. Người nói chúng ta có nên vào tranh cướp một phen không? Dương Diệp suy nghĩ một chút rồi cười nói. Nói cũng có lý, đi, tới mộ của trụ đế gì đó xem thử. Nói xong, một luồng ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện, tử điêu vốn đứng ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp xuất hiện trên vai Dương Diệp. Cùng lúc đó, Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi thi triển ra tật phong bộ lao về phía bên phải, sau đó rút kiếm chém một phát vào một góc tường trống không. Keng! Ngay khi một kiếm của Dương Diệp hạ xuống, một cái muỗng đen xì không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trong không trung, chặn lấy một kiếm đó của Dương Diệp, cùng lúc đó, một bóng đen từ góc tường đó chậm rãi xuất hiện. Cản xong một kiếm của Dương Diệp, bóng đen đó nhanh chóng rút lui, có điều lần này đối phương không trực tiếp biến mất trong bóng tối, mà là đứng ở cách trước mặt Dương Diệp mấy chục trượng. Dương Diệp cũng không truy kích, nhìn bóng đen trước mắt này, sắc mặt của hắn rất ngưng trọng. Thân pháp quỷ dị của đối phương thật sự là quá mức khủng bố, khiến cho hắn không thể không kiêng kỵ. Lần trước khi kỵ binh nhân loại và huyền thú đại chiến, người trước mắt này đánh lén thất bại, hắn cho rằng đối phương sẽ từ bỏ việc ám sát, hoặc là chờ khi thời cơ có lợi khác xuất hiện, không ngờ đối phương không ngờ lại xuất hiện vào lúc này, là cố ý à?
Tần Tịch Nguyệt nhìn bóng đen đó, giống như là nghĩ tới gì đó, con người co rút lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đồng thời, một cây trường tiên xuất hiện trong tay nàng ta. Ngươi có thể ngự huyền thú, phát hiện ra ta cũng là nhờ con huyền thú trên vai ngươi phải không? Bóng đen lên tiếng, là một giọng nữ, rất thanh thúy. Là nữ à? Dương Diệp có chút bất ngờ, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề, thế nào? Không thể nói với ngươi người muốn giết ngươi là ai đâu. Giống như biết trước Dương Diệp muốn hỏi gì, bóng đen trực tiếp cự tuyệt. Dương Diệp cười lạnh nói. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nói với ngươi à? Trầm mặc mấy giây, bóng đen nói. Lần sau xuất thủ chính là ngày chết của ngươi đó. Nói xong, thân hình của bóng đen chậm rãi biến mất trong đêm đen. Thấy bóng đen biến mất, Dương Diệp chau mày, vốn hắn còn muốn lợi dụng tiểu gia hỏa này để bắt sống bóng đen đó. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ này của hắn không khỏi có chút ngây thơ rồi. Đối phương có thân pháp quỷ dị thì đã đứng ở thế bất bại, giao chiến mấy lần, đừng nói là bắt sống, nếu đối phương không nói gì, hắn ngay cả giới tính của đối phương cũng không biết. Bọn họ là tổ chức ngũ sát. Đúng lúc này, Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Tổ chức ngũ sát? Dương Diệp nhướng mày hỏi. Ngươi có biết lai lịch của nàng ta không? Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói. Nàng ta hẳn là thuộc tổ chức ngũ sát, đây là một tổ chức khiến đế quốc Đại Tần ta và 6 thế lực lớn đều cực kỳ đau đầu. Thế lực của bọn họ có thể nói là trải rộng cả Nam Vực, chỉ cần trả tiền, cho dù là trưởng môn của nguyên môn bọn họ cũng dám ám sát. Trưởng môn của nguyên môn bọn họ cũng dám ám sát ư? Dương Diệp trong lòng cả kinh, trưởng môn của nguyên môn ít nhất cũng là tôn giả cảnh hoặc là hoàng giả cảnh, loại cường giả cấp bậc này mà tổ chức ngũ sát cũng dám ám sát, quả thật là quá ghê gớm rồi. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói, trong tổ chức của bọn họ phân ra tuyệt sát, huyết sát, thiên sát, địa sát, nhân sát. Năm đó bọn họ xuất động tuyệt sát ám sát trưởng lão của nguyên môn đã bước nửa bước vào hoàng giả cảnh. Sau một khoảng thời gian dài tới 5 năm, tên trưởng lão đã bước nửa bước vào hoàng giả cảnh kia đã bị tuyệt sát ám sát thành công, chuyện này lúc ấy có thể nói là đã gây náo động toàn bộ Nam Vực. Ít hầu Dương Diệp giật giật, tuyệt sát này không ngờ lại khủng bố như vậy, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, hỏi. Vậy nguyên môn không trả thù bọn họ à? Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói. Sao lại không trả thù? Lúc trước vì để trả thù tổ chức này, nguyên môn liên hợp với Bách Hoa Cung và Quỷ Tông, lại bỏ ra cái giá rất lớn để thuyết phục đế quốc Đại Tần ta phối hợp với bọn họ. Nhưng mà đừng nói trả thù, 4 thế lực liên thủ ngay cả một nhân viên của tổ chức này cũng không bắt được. Sau khi trải qua một đoạn thời gian, nguyên môn không thể không từ bỏ việc đối phó với tổ chức ngũ sát này. Ngay cả nguyên môn cũng không làm gì được họ. Dương Diệp trong lòng cả kinh, nguyên môn là một trong 6 thế lực lớn đó. Thế lực như vậy không ngờ không làm gì được một tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ ở không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Ai biết được chứ? Tần Tịch Nguyệt cười cười nói. Ngoài mặt thì là nguyên môn từ bỏ đối phó tổ chức này, nhưng trên thực tế có lẽ nguyên môn đã thẩm thấu vào bên trong tổ chức này rồi cũng chưa biết chừng. Tiểu đệ đệ à, người rốt cuộc là chọc vào ai thế, không ngờ khiến đối phương bỏ ra một cái giá lớn như vậy để ám sát ngươi. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Dương Diệp nói, hắn thật sự muốn biết, cựu nhân của Dương Diệp có thể giết thì đều bị hắn chém tận giết tuyệt rồi, kẻ không thể giết cũng chỉ còn Bách Hoa Cung, mà Bách Hoa Cung muốn giết Dương Diệp hắn cần phải bỏ tiền ra mời thích khách à. Tần Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói, tiểu đệ đệ, bất kể là ai muốn giết ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, tổ chức này là không ám sát thành công thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nói cách khác, từ một khắc tiếp nhận nhiệm vụ, trừ phi là tổ chức này giải trừ nhiệm vụ ám sát. Bằng không người đó sẽ ám sát ngươi cả đời, cho đến khi ngươi chết rồi mới thôi. Dương Diệp chau mày, đối với sát thủ này, hắn cũng vô cùng đau đầu, đối phương một kích không trúng liền trốn ngay, căn bản không chịu tử chiến với hắn, khiến hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở trong thế bị động. Nếu không phải có tiểu gia hỏa ở đây, hắn chắc thật sự chỉ có nước trốn ở Phù Văn Phong. Bởi vì thân pháp đó của đối phương thật sự là quá khủng bố. Thấy Dương Diệp cau mày, Tần Tịch Nguyệt cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng lo lắng quá, ngươi có tiểu gia hỏa thần bí này, cộng với thực lực của ngươi, chỉ cần bọn họ không xuất động địa sát, hoặc là nhân sát thì căn bản không làm gì được ngươi đâu. Cũng đúng, có tiểu tử này ở đây,
Ta tuy bị động nhưng cũng coi như là đứng ở thế bất bại, mặc kệ tên sát thủ này đi, chúng ta đi tới mộ của chủ đế. Tần Tịch Nguyệt cười cười gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt ở trong thành hỏi thăm chỗ của mộ của chủ đế rồi sau đó liền bước đi. Mộ của chủ vương nằm ở vị trí hoàng cung của Hoàng Đô Thương Triều, hai người không mất nhiều thời gian đã tới được đó. Chỉ là khi đến cửa cung, hai người hơi có chút bất ngờ, bởi vì người ở cửa cung lúc này có tới hơn 1.000 người. Bởi vì mộ của chủ vương vẫn chưa mở, hai người cũng chỉ có thể giống như những người khác, đứng ở bên cạnh từ từ chờ đợi. Dương Diệp cẩn thận quan sát tường thành và cửa lớn hoàng cung, trên tường thành và cửa lớn không ngờ khắc rất nhiều phù văn. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, những phù văn này không ngờ đang chậm rãi lưu động, đồng thời tỏa ra khí tức khủng bố. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch những người này vì sao không đi vào, bởi vì có những phù văn này ở đây, dưới linh giả cảnh, đừng nói là cường hành đột phá, cho dù là tới gần cũng không được. Mộ của trụ vương ở bên trong hoàng cung à? Dương Diệp hỏi Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt gật đầu nói. Lời đồn nói năm đó trụ vương và cửu vĩ yêu hồ hợp táng ở nơi nào đó trong hoàng cung này. Hiện giờ xem ra đây không phải là lời đồn mà chắc là sự thật rồi. Năm đó tổ tiên đại tần của ngươi và các vương công chư hầu phá tòa hoàng cung này, vì sao lại bỏ qua, lưu nó lại ở thập vạn đại sơn này? Nhìn hoàng cung ở trước mắt, Dương Diệp khó hiểu hỏi. Bởi vì tòa hoàng cung này từng bị quốc sư của Thương Triều nguyền rủa. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Năm đó quốc sư thân công báo của Thương Triều không chỉ là một cường giả hoàng giả cảnh mà còn là một thuật sư đứng đầu. Ừ, thuật sư hiện tại trên cơ bản đã thất truyền, người đừng có hỏi ta cũng không rõ lắm đâu. Tóm lại, năng lực của loại thuật sư này rất cường đại, có năng lực bất khả tư nghị như bói toán tiên cơ và trừ tà tị hung. Năm đó trước khi hắn biến mất đã dùng tinh huyết của toàn thân hắn làm vật dẫn, nguyền rủa tòa hoàng đô này, đồng thời phá hủy phong thủy và linh khí của hoàng đô, cho nên, sáu thế lực lớn lúc trước tham dự, bao gồm cả đế quốc huyền thú cũng phải từ bỏ tòa hoàng cung này. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, lại hỏi. Vậy đế quốc đại tần của ngươi lúc trước vì sao không lấy đi bảo vật bên trong tòa hoàng cung này? Ừ, chính là vật chôn cùng của trụ vương. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, tay vỗ vỗ trán, tỏ ý ngươi đúng là một thằng ngu. Ê, đừng có tỏ cái bộ dạng đó có được không? Tần Tịch Nguyệt khiến Dương Diệp vô cùng khó chịu. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tần Tịch Nguyệt cười cười nói. Ngươi thật sự cho rằng đại tần ta và các thế lực đó lại chịu bỏ qua bảo vật của trụ vương à? Vậy vì sao hiện tại? Hiện tại bảo vật trong tòa hoàng cung này đều là các thế lực cố ý lưu lại đó. Tần Tịch Nguyệt cắt ngang lời nói của Dương Diệp. Sở dĩ làm như vậy là vì muốn dùng để rèn luyện đệ tử của tông môn mình. Ý của ngươi là nói, tòa di tích Thương Triều này căn bản chính là sáu thế lực lớn và đế quốc đại tần của ngươi cố ý lưu lại để rèn luyện đệ tử hậu bối à? Dương Diệp có chút kinh ngạc nói. Cuối cùng thì ngươi vẫn không phải là quá ngu. Tần Tịch Nguyệt nói. Bằng không ngươi cho rằng sáu thế lực lớn và đế quốc đại tần của ta lại dễ dàng để cho tòa hoàng đô của tiền triều này tồn tại à? Nó sở dĩ còn nằm ở đây, là vì nó còn có giá trị, bằng không lúc trước đã hủy diệt nó rồi. Ngươi cứ đợi mà xem, khẳng định sẽ có người của sáu thế lực lớn tới. Đừng hỏi ta vì sao lại biết những cái này, như vậy sẽ khiến ta phải hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi đó. Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Đang chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc này không biết là ai hét to một tiếng. Người của Nguyên Môn tới rồi. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa đi, chỉ thấy bốn gã thanh niên mặc áo bào trắng đang chậm rãi bước về phía Hoàng Cung. Bốn người đều chỉ khoảng 20 tuổi, mà trang phục và dấu hiệu trên trang phục thì chính là dấu hiệu thân phận của Nguyên Môn. Không ngờ là Cung Nguyên, không ngờ lần này hắn lại tới. Không thể nào. Ngươi là nói tên Cung Nguyên xếp thứ 36 trên ngoại môn bảng của Nguyên Môn Á. Ta từng may mắn được thấy hắn một lần, năm đó hắn dùng thực lực của huyền giả cửu phẩm trảm sát tiên thiên cảnh, gây chấn động một thời. Không ngờ hắn lại có hứng thú với mộ của trụ vương. Nghe thấy câu này người chung quanh đều dùng mình sợ hãi, huyền giả cửu phẩm trảm sát tiên thiên, như vậy thực lực chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Bốn người của Nguyên Môn phớt lờ mọi người. Lập tức đi tới bên trái cửa hoàng cung, sau đó thì trở nên trầm mặc, giống như mọi người không tồn tại vậy. Tiểu đệ đệ,
người cũng là huyền giả cửu phẩm trảm sát tiên thiên đó. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Dương Diệp mặc kệ Tần Tịch Nguyệt, ánh mắt dừng lại một chút trên người nam tử tên là Cung Nguyên kia, trong bốn người này chỉ có người này khiến hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đúng vậy, là khí tức nguy hiểm. Theo hắn phỏng chừng, thực lực của người này khẳng định không yếu hơn tên tiên thiên kiếm nô trong tháp kiếm nô kia. Mà người trước mắt này vẫn chỉ xếp thứ 36 tên ngoại môn bảng của nguyên môn. Ngoại môn bảng của nguyên môn so với ngoại môn bảng của kiếm tông thì thật sự không chỉ mạnh hơn có một chút. Tiểu đệ đệ, người muốn đánh một trận với hắn à? Tần Tịch Nguyệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì nói. Có cần tỷ tỷ chế tạo cơ hội cho ngươi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp hung hăng lườm Tần Tịch Nguyệt một cái, nói. Ngươi đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Ai, đáng tiếc, tỷ tỷ vẫn muốn xem thực lực chân chính của tiểu đệ đệ ngươi, hiện tại không có cơ hội rồi. Tần Tịch Nguyệt vẻ mặt tiếc nuối, nói. Người đến của kiếm tông người đến rồi. Đúng lúc này, trong sân không biết là ai lại sợ hãi hô lên. Dương Diệp theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, ba gã đệ tử kiếm tông tay cầm trường kiếm đang chậm rãi đi tới. Ba gã đệ tử kiếm tông nhìn đám người ở bốn phía một cái rồi sau đó lại nhìn về phía vị trí của bốn người nguyên môn, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Cung Nguyên. Cung Nguyên như có cảm ứng, mở mắt nhìn lướt về phía ba người của kiếm tông. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó thì lại nhắm mắt lại. Đây là coi khinh. Ba người của kiếm tông sắc mặt có chút khó coi, thiếu niên dẫn đầu đó hừ lạnh một tiếng, sau đó thì đi tới bên phải cửa hoàng cung. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba người đó rồi thu hồi ánh mắt, ba người này hắn không biết, có điều ba người này hẳn là đệ tử trên ngoại môn bảng, chỉ là không biết xếp thứ mấy. Tiểu đệ đệ, người thật sự không phải đệ tử của kiếm tông à? Tần Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, theo suy nghĩ của nàng ta, Dương Diệp lĩnh ngộ được kiếm ý thì hẳn là đệ tử của kiếm tông rồi, chỉ là thái độ và vẻ mặt của Dương Diệp đối với ba người đó, hoàn toàn là như với người xa lạ, điều này khiến cho nàng ta có chút nghi hoặc. Ta đã nói là không phải rồi, người có tin hay không thì tùy. Dương Diệp tức giận nói, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, đừng nói Tần Tịch Nguyệt này này, lĩnh ngộ kiếm ý, tập kiếm kỹ của kiếm tông. Chỉ sợ là bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng hắn là đệ tử của kiếm tông. Vậy ngươi vì sao lại biết kiếm của kiếm tông? Tần Tịch Nguyệt tựa hồ rất có hứng thú đối với vấn đề này. Ngươi không phải rất thông minh sao? Tự đoán đi. Tần Tịch Nguyệt. Ngươi đến của Bách Hoa Cung người đến rồi. Đúng lúc này, trong sân lại truyền đến một tiếng kinh hô, lần này thanh âm khác với hai lần trước, bên trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Nghe vậy, trong sân ồ lên. Ngay cả ba gã đệ tử của kiếm tông và bốn gã đệ tử của nguyên tông cũng đều nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy lúc này một nữ tử mặc váy hoa màu xanh đang chậm rãi bước đến, nữ tử này khoảng chừng 20 tuổi, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người man diệu mảnh khảnh, giống như liêu yếu đào tơ, vừa đi vừa nhìn, sóng máu lưu chuyển, câu hồn đoạt phách. Là Tô Tiểu Tiểu của Bách Hoa Cung, không ngờ Tô Tiểu Tiểu, một trong bốn tiểu hoa đán của ngoại môn Bách Hoa Cung cũng tới đây. Nghe đồn nàng này từng giao thủ với cường giả vương giả cảnh, cũng không biết là thật hay giả. Hẳn là thật rồi, bằng không đối phương cũng không thể đạt được vị trí một trong bốn tiểu hoa đán của ngoại môn Bách Hoa Cung. Phải biết rằng, muốn thành một trong bốn tiểu hoa đán, không chỉ ngoài xinh đẹp ra thì còn cần có thực lực cường đại nữa. Nguyên môn, Bách Hoa Cung, còn có kiếm tông đều tới rồi, lần này chỉ sợ chẳng được thái bình đâu. Quan tâm làm quái gì? Mục đích của bọn họ hẳn là chủ thất phòng chính của mộ của trụ vương, có xung đột gì với chúng ta đâu. Ở bên cạnh, nhìn Tô Tiểu Tiểu đang chậm rãi đi tới, trong mắt Dương Diệp chợt hiện lên một tia sát khí, bàn tay đang cầm trường kiếm cũng bất giác siết chặt. Bỗng nhiên, ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp trong lòng giật thót, ả này đúng là có cảm giác nguy cơ rất mạnh, cũng may hắn bình phục tâm tình đúng lúc, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái. Tuy hắn rất muốn trảm sát người này, nhưng lại không phải là hiện tại vẫn chưa thích hợp. Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp, lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên, ánh mắt nàng ta dừng ở trên người tử điêu trên vai Dương Diệp. Khi nhìn thấy tử điêu, lông mày Tô Tiểu Tiểu giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ vẻ yêu thích, không chút do dự, nàng ta chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu, mọi người trong sân đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó ánh mắt cũng hướng về phía Dương Diệp.
khi nhìn thấy tử điêu trên vai Dương Diệp, đó là giống như là đại vật, đồng thời trong lòng than thầm Dương Diệp may mắn, bởi vì đây chính là cơ hội tốt để giao hảo với cường giả, hơn nữa cường giả này còn là một mỹ nữ. Tử điêu tựa hồ có chút không thích ánh mắt của những người đó, móng vuốt nhỏ gãi gãi lên hai má của Dương Diệp, tựa hồ là đang bảo Dương Diệp đuổi những người đó đi. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Tô Tiểu Tiểu, cho dù là trong mắt Tần Tịch Nguyệt đứng bên cạnh Dương Diệp cũng lóe ra ánh sáng yêu thích. Con tử điêu này thật sự là rất đáng yêu. Dương Diệp có chút nghẹn lời, hắn rất muốn để tiểu gia hỏa này ở trong lốc xoáy đan điền, nhưng tiểu gia hỏa này ở bên trong đó tựa hồ chán rồi, sau khi ra thì nói thế nào cũng không muốn đi vào lại nữa, hơn nữa để phòng ngừa sát thủ thần bí đó, hắn cũng chỉ đành để mặc nó. Chỉ là không ngờ, tiểu gia hỏa này thật sự rất được nữ nhân yêu thích. Còn không phải sao, phiền toái tới rồi kìa. Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu đi tới trước mặt Dương Diệp, Tô Tiểu Tiểu quan sát cẩn thận tử điêu rồi sau một lúc lâu mới chuyển ánh mắt sang người Dương Diệp, nói. Ngươi để lại sủng vật này cho ta nhé, được không? Đương nhiên, ta sẽ bồi thường cho ngươi, một môn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm, thế nào? Tuy thái độ ôn hòa, nhưng rồi ngữ khí lại mang theo vẻ không được phép từ chối. Nghe thấy lời nói của Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt đang nhìn về phía Dương Diệp của người chung quanh biến thành hâm mộ, một thú sủng có thể đổi lấy một môn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm, đây là vận may từ trên trời rơi xuống một cách chân chính. Phải biết rằng, loại thú sủng vô dụng này, ở đế quốc Đại Tần cũng chỉ mất có mấy trăm kim tệ để mua, mấy trăm kim tệ có thể đổi lấy một môn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm, thế chẳng phải là tự dưng gặp may à? Dương Diệp không nói gì, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh thì bật cười. Sau đó tự cười mà như không phải cười nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói. Tiểu mỹ nhân, người nói người muốn dùng một môn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm để đổi lấy tiểu gia hỏa này ư. Người khác không biết sự khủng bố của tiểu gia hỏa, nhưng nàng ta thì biết, nếu nàng ta đoán không sai, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là một tồn tại có thể so với thú vương, một môn huyền kỹ hoàng cấp thượng phẩm đổi lấy một thú vương. Nữ nhân trước mắt này đâu không phải là va vào cửa rồi chứ. Nghe thấy lời nói của Tần Tịch Nguyệt, mọi người lúc này mới chú ý thấy tới nàng ta, khi nhìn thấy dung mạo và dáng người của Tần Tịch Nguyệt, mắt của mọi người trong sân lập tức rực cháy, nữ tử trước mắt này bất kể là dung mạo hay là dáng người, đều ở trên Tô Tiểu Tiểu kia. Tô Tiểu Tiểu nhìn Tần Tịch Nguyệt một hồi, sâu trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, cười cười với Tần Tịch Nguyệt. Vị tỷ tỷ này chẳng lẽ cũng coi trọng tiểu gia hỏa này à? Không, Tần Tịch Nguyệt cười cười nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, lùi tới bên cạnh Dương Diệp. Tô Tiểu Tiểu nhìn xoáy vào Tần Tịch Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thế nào, một môn huyền kỹ hoàng cấp đổi một con thú sủng, ngươi không thiệt đâu. Dương Diệp vuốt vuốt tử điêu, sau đó lạnh lùng nói. Đừng nói là hoàng cấp, ngươi cho dù là cho ta thiên cấp thì ta cũng không đổi. Nếu không phải có nhiều người ở đây. Hắn đã lập tức chảm sát nữ nhân này rồi, đối với người của Bách Hoa Cung, hắn không có một chút hảo cảm nào, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ gặp một người giết một người. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt trầm xuống, ngay khi nàng ta chuẩn bị lên tiếng, thì thanh âm của một nam tử từ một phía truyền đến. Tiểu Tiểu nhìn chúng con thú sủng này của ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi không ngờ còn muốn cự tuyệt, thật sự là không biết tốt xấu. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội, để lại con thú sủng này. Sau đó tự chặt một tay, bằng không thì để lại đầu của ngươi đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cung nguyên của Nguyên Môn đang dẫn ba người của Nguyên Môn chậm rãi bước về phía Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu cười dịu dàng với cung nguyên đang bước tới trước mặt nàng ta, nói. Thì ra là cung sư huynh, ngày đó từ biệt, Tiểu Tiểu thật sự là rất nhớ ngươi. Cung nguyên cười ha ha, ánh mắt nhìn lướt qua ngực Tô Tiểu Tiểu, nói. Cung nguyên cũng rất nhớ. Có gian tình, đây là suy nghĩ trong đầu những người có mặt ở đây. Tiểu Tiểu thích con tử điêu này à? Cung Nguyên cười nói. Yên tâm, sư huynh sẽ lấy nó cho ngươi. Nói xong, Cung Nguyên xoay người nhìn Dương Diệp, thấy Dương Diệp vẫn chưa tự mình động thủ thì lập tức nhíu mày nói. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy à? Nghe thấy rồi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn Tô Tiểu Tiểu nói. Nghe đòn Bách Hoa Cung cấm môn hạ yêu đương. Vậy mà tại hạ sao thấy giữa hai vị có gian tình hừng hực vậy? Sao, Tô đại mỹ nữ không sợ cung quy xử trí à? Ha ha,
Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên phá lên cười, nói. Tiểu đệ đệ, người thật sự là cô lậu quả văn. Bách Hoa Cung tuy cấm môn hạ yêu đương, nhưng không cấm môn hạ đệ tử có dục niệm, dù sao nữ nhân cũng phải được xả ra chứ. Nói đơn giản một chút thì chính là đệ tử của Bách Hoa Cung không thể động tình, nhưng có thể lên giường với nam nhân. Hiểu chưa? Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tô Tiểu Tiểu và Cung Nguyên, nói. Nói cách khác thì hai vị là quan hệ kỹ nữ và khách làng chơi. Nghe vậy, mọi người đều buồn cười, thậm chí có đã quay đi rồi bật cười. Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu âm trầm tới đáng sợ, huyền khí trong cơ thể dũng động, giống như là muốn động thủ, nhưng lại đang kiêng kỵ gì đó. Cung Nguyên đó thì chẳng kiêng kỵ gì cả, tay phải hóa trưởng, mang theo một đạo kình phong mạnh mẽ hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệp. Hắn là lần đầu tiên bị người ta vũ nhục trước mặt mọi người. Trong mắt Dương Diệp thoáng hiện sát khí, ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm thì một cây roi đen xì mang theo tiếng phá gió vang lên trước mặt hắn, cuốn về phía bàn tay đang đánh về phía hắn. Cung Nguyên biến sắc, chân phải đột nhiên dậm mạnh, thân thể lập tức lui ra sau. Sau khi lui ra ngoài 10 trượng, Cung Nguyên nhìn Tần Tịch Nguyệt, trầm giọng nói. Vương giả cảnh, các hạ là người phương nào? Nghe vậy, mọi người có mặt đồng loạt biến sắc, mọi người đều không ngờ. Nữ tử dáng người nóng bỏng trước mắt này lại là cường giả vương giả cảnh, người lúc trước chuẩn bị động tâm tư bất chính liền toát mồ hôi lạnh, cũng may Cung Nguyên động thủ, khiến nữ nhân này xuất thủ, bằng không bọn họ thật sự là chỉ có đường chết. Trong mắt Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ, tuy nàng ta đã giao thủ với vương giả cảnh, nhưng đó cũng chỉ là từng giao thủ mà thôi, nàng ta vẫn chưa có trình độ dùng tiên thiên chiến thắng vương giả cảnh. Tần Tịch Nguyệt phất nhẹ roi, cười nói. Lúc trước là ngươi nói muốn phu quân ta tự chặt một tay à? Tuy là ở đang cười, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Mọi người sửng sốt, phu quân, mỹ nữ vương giả cảnh này không ngờ là đạo lữ của huyền giả phàm nhân cảnh. Đây chẳng lẽ là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu trong truyền thuyết? Cung Nguyên cũng nheo mắt lại, hắn cũng không ngờ hai người vương giả cảnh và phàm nhân cảnh trước mắt này là đạo lữ, lập tức khóe miệng giật giật, lộ ra vẻ miễn cưỡng. Nói đùa thôi mà. Nói đùa á? Tần Tịch Nguyệt cười cười nói. Vậy ta cũng nói đùa nhé, ngươi cũng tự chặt một tay đi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào? Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười to từ xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đang bước nhanh tới, không tới mấy giây đã tới nơi. Cường giả vương giả cảnh. Mọi người biến sắc. Nhìn thấy nam tử này. Sắc mặt của Cung Nguyên trở nên vui vẻ, ôm quyền nói với nam tử. Hứa Ngôn sư huynh. Nam tử tên là Hứa Ngôn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, nói. Muốn đệ tử của Nguyên môn ta tự đoạn một tay, các hạ đúng là có khẩu khí lớn quá. Tần Tịch Nguyệt cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì Dương Diệp ở bên cạnh vươn tay ra kéo nàng ta rồi lắc đầu. Hắn không có ý kết thù kết oán với người của Nguyên môn. Mục tiêu của hắn chỉ là nữ tử của Bách Hoa Cung kia. Hơn nữa ở đây hắn cũng không thể giết nữ nhân đó, nếu đã như vậy, chẳng thà bỏ qua, chờ cơ hội khác. Tần Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó lui về bên cạnh, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, mọi người có mặt ở đây thấy mà trong lòng hâm mộ không thôi. Nam tử tên là Hứa Ngôn nhìn Tần Tịch Nguyệt và Dương Diệp, sau đó dẫn bốn người của Nguyên Môn đi sang một bên, đối với một nam một nữ trước mắt này, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì đối phương nếu biết bọn họ là người của Nguyên Môn, nhưng vẫn dám cuồng ngôn như thế, vậy thì không phải ngu ngốc thì cũng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này không ngốc, vậy tất nhiên chính là cái sau rồi. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng không muốn tự tìm lấy phiền phức, dù sao lần này mộ của trụ vương mới là mục đích của bọn họ. Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng che giấu rất tốt. Bị người ta vũ nhục trước mặt mọi người, nàng ta lần đầu tiên bị như vậy. Đương nhiên, hiện tại nàng ta cũng sẽ không xuất thủ, nhưng chờ sau khi sư tỷ đồng môn của nàng ta đến rồi, nàng ta nhất định phải chút cục tức này. Tiểu đệ đệ, người lúc trước muốn giết nữ nhân đó à? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, nghiêm túc hỏi. Dương Diệp có chút bất ngờ, hắn lúc ấy che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị nữ nhân trước mắt này phát hiện. Lập tức cũng không giấu giếm. Liền gật đầu. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không biết ngươi và nàng ta, hay là với Bách Hoa Cung có ân oái gì, nhưng tỷ tỷ muốn nói với ngươi rằng,
cho dù ngươi muốn giết nàng ta, cũng không thể ở giữa thanh thiên bạch nhật, và đối với nguyên môn đó cũng vậy. Bởi vì một khi ngươi ra tay giết bọn họ, lại nếu để tông môn của đối phương biết được, ngươi sẽ chết chắc. Nếu là bọn họ động thủ trước đâu thì sao? Dương Diệp cười nói. Vậy cũng không được. Tần Tịch Nguyệt nói. Trừ phi chỗ dựa của ngươi không kém gì Bách Hoa Cung và nguyên môn. Dương Diệp cười cười không nói gì. Kỳ thật lúc trước khi tên đệ tử của nguyên môn kia động thủ, hắn đã chuẩn bị xuất thủ giải quyết Cung Nguyên và Tô Tiểu Tiểu, nhưng đáng tiếc lại bị Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh ngăn cản. Hiển nhiên, Tần Tịch Nguyệt này đã thấy rõ ý đồ của hắn cho nên nàng ta xuất thủ căn bản không phải là để cứu hắn, mà là cứu một nam một nữ đối diện. Thực lực của hắn tuy chỉ là huyền giả cửu phẩm, nhưng nếu hắn thi triển ra tật phong bộ, lại cộng với tật phong hoa và kiếm ý gia trì, còn là xuất kỳ bất ý, hắn rất nắm chắc có thể một kiếm giải quyết một người trong đó. Nhưng hiển nhiên, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh không muốn hắn động thủ ở đây. Có điều thế cũng không sao cả, chờ tiến vào mộ của trụ vương rồi, hắn sẽ có cơ hội. Lắc đầu, không nghĩ tới những điều này nữa. Dương Diệp nhắm mắt, chờ đợi người tới mở mộ của trụ vương. Lúc trước từ trong đối thoại của những người này đã biết được, mộ của trụ vương sẽ có người đứng ra mở, điều hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Tần Tịch Nguyệt nhìn thoáng qua Cung Nguyên đó đang vô cùng thân thiết nói chuyện với Tô Tiểu Tiểu, sau đó lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, mặt cúi xuống, như đang trầm tư gì đó. Nguy nhiên sư huynh, người đó thật sự là Dương Diệp à? Cửa Hoàng Cung một đệ tử kiếm tông hỏi sư huynh phía trước. Thanh niên tên là Nguy nhiên gật đầu nói. Lúc trước sau khi hắn một kiếm miểu sát Liễu Thanh Vũ thì không xuất hiện ở kiếm tông nữa, không ngờ hắn lại tới đây. Hắn lúc trước thật sự một kiếm miểu sát Liễu Thanh Vũ đã là cảnh à. Bên trong thanh âm của thanh niên hỏi lúc trước lộ ra có chút hoài nghi. Nguy nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp, nói. Chuyện đó ta lúc trước là chính mắt nhìn thấy, hơn nữa nghe Tần Phong sư huynh nói, Dương Diệp này lúc trước khi đối chiến với Liễu Thanh Vũ vẫn chưa xuất toàn lực. Hơn nữa Tần Phong sư huynh còn nói, Dương Diệp lúc trước nếu đi đánh ngoại môn bảng, với thực lực của hắn tiến vào 10 thứ hạng đầu khẳng định là không có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại chắc chính là đứng thứ nhất rồi. Đối với Dương Diệp, những ngoại môn đệ tử như bọn họ đương nhiên là không xa lạ gì, đây chính là tồn tại yêu nghiệt trên tiềm lực. Đứng thứ nhất ngoại môn bảng. Thanh niên thấp giọng nói. Nói cách khác, hiện tại hắn xem như là đệ nhất nhân của ngoại môn kiếm tông ta. Đừng nói ngoại môn, cho dù là đệ tử nội môn, chỉ sợ cũng không có nhiều người là đối thủ của hắn đâu. Nguy nhiên trầm giọng nói. Nguy nhiên sư huynh, chúng ta có cần tới chào hỏi hắn không? Thiếu niên đó hỏi. Nguy nhiên do dự một chút rồi sau đó lắc đầu nói. Lúc trước hắn chắc đã thấy chúng ta rồi, nếu hắn không chào hỏi chúng ta nghĩ hắn không phải là không muốn giao tiếp với chúng ta, mà chính là không tiện. Cho nên chúng ta cứ tính quan kỳ biến đi. Theo thời gian từ từ trôi qua, người đến càng lúc càng nhiều, quảng trường ở cửa Hoàng Cung người đứng tấp nập, ít nhất cũng phải hơn vạn người. Trong đó trừ Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Kiếm Tông gia, còn có Học viện Hoàng gia của Đế quốc Đại Tần và đệ tử thế gia của Đế quốc Đại Tần. Đột nhiên, Dương Diệp vốn đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt, sau đó vươn tay ra nắm tay Tần Tịch Nguyệt, xoay người đi về một phía. Tần Tịch Nguyệt tuy không hiểu Dương Diệp vì sao đột nhiên lại làm như vậy, nhưng nàng ta cũng không phản kháng, để mặc Dương Diệp kéo tay nàng ta tới một cái ngõ ở phía bên phải. Ngay khi Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt vừa đi không lâu, một đại hán râu quai nón xuất hiện ở vị trí cách nơi Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt lúc trước đứng không xa. Ánh mắt của đại hán râu quai nón nhìn quét bốn phía, khi không phát hiện Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Mà đúng lúc này, một người trung niên cũng đi tới bên cạnh đại hán râu quai nón. Đại hán râu quai nón nhìn người trung niên một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Người trung niên cũng quét nhìn bốn phía, lúc trước hắn đã cảm nhận được khí tức của hai người, nhưng không biết vì sao, vừa tới đây, đạo khí tức đó liền biến mất không thấy đâu. Một lúc sau, người trung niên cũng thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Ở một góc khuất, Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt dựa sát vào nhau, hai người ngưng thần tĩnh, trên người bọn họ có một đạo hào quang màu tím đang bao phủ. Ước chừng qua một khắc, tử điêu trên vai Dương Diệp vung móng vuốt nhỏ, ánh sáng tím biến mất, tử điêu gật đầu với Dương Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã tìm tới rồi à?
Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Trước đó tiểu gia hỏa nói với ta là có người đang dùng niệm tìm kiếm rồi chúng ta, cho nên ta mới vội vàng kéo ngươi đi. Cũng may ánh sáng tím của tiểu gia hỏa này có thể ngăn cách thần thức, bằng không hai chúng ta hôm nay gặp phiền toái lớn rồi. Nói xong, Dương Diệp vươn tay ra xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, nói. Lần này lại phải cảm ơn ngươi rồi. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ sờ sờ hai má Dương Diệp, tựa hồ muốn nói là không cần phải cảm ơn. Thấy Tử Điêu hiểu nhân tính như vậy, trong mắt Tần Tịch Nguyệt hiện lên vẻ yêu thích, hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thật với tỷ tỷ đi, nó có phải thật sự là thú vương hay không? Dương Diệp cười cười, nhìn Tử Điêu nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nói với nàng ta xem ngươi có phải là thú vương hay không? Tử Điêu nhìn Tần Tịch Nguyệt, lắc lắc đầu. Tần Tịch Nguyệt vui lắm, không nén được vươn hai tay ra giống như muốn bế lấy Tử Điêu, nhưng Tử Điêu lại không muốn bị nàng ta bế, lấp lánh một cái lại xuất hiện trên vai Dương Diệp. Tiểu đệ đệ, ngươi bảo nó cho ta ôm một chút đi, sau đó ta sẽ cho ngươi ôm lại, thế nào? Dương Diệp. Hai người lại quay về quảng trường Hoàng Cung, có điều lần này hai người cẩn thận hơn một chút, hai người trốn ở sau cùng đám người. Hơn nữa hai người thay đổi quần áo, cộng với có Tử Điêu ngăn cách thần thức của đối phương, hai người bọn họ hiện tại tạm thời đã an toàn. Ước chừng qua một canh giờ, một người trung niên từ xa xa bay tới. Nhìn thấy người trung niên, ở cửa Hoàng Cung vốn đang ầm ĩ lập tức trở nên im lặng. Bởi vì sau lưng người trung niên vừa đến này có một đôi hai cánh từ huyền khí biến thành, đây là dấu hiệu của linh giả cảnh. Người trung niên ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người bên dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại một chút trên người mấy người của Nguyên Môn, thấy người trung niên đang nhìn, mấy người của Nguyên Môn vội vàng thi lễ với người trung niên khẽ gật đầu sau đó cao giọng hô. Chư vị, ta là trưởng lão của Nguyên Môn, tên là Hứa Thanh, cũng là người năm nay phụ trách mở ra mộ của trụ vương. Mộ của trụ vương mỗi một năm sẽ mở một lần, bất kỳ ai cũng có thể vào, bảo vật trong đó nhiều đếm không xuể các vị có thể có được gì thì phụ thuộc vào cơ duyên của bản thân. Nhưng nếu ai ở trong đó tìm được đá năng lượng cực phẩm, hoặc là ấn của trụ vương thì làm ơn giao ra hết. Đương nhiên chúng ta sẽ trả thù lao tương ứng. Mọi người có mặt đều gật đầu, đương nhiên những lời thật lòng này mọi người đều biết rồi. Đá năng lượng cực phẩm, ấn của trụ vương. Dương Diệp quay đầu hỏi Tần Tịch Nguyệt. Đá năng lượng thì ta biết, nhưng đá năng lượng cực phẩm và ấn của trụ vương thì là gì? Đối với việc Dương Diệp không biết, Tần Tịch Nguyệt cũng thấy nhưng không thể trách, lập tức giải thích. Đá năng lượng cực phẩm so với đá năng lượng bình thường thì tốt hơn vô số lần, ví dụ như một cường giả vương giả cảnh huyền khí trong cơ thể bị tiêu hao hết, nếu dùng đá năng lượng bình thường thì phải cần chừng 100 viên, hơn nữa còn cần tiêu tốn 1-2 canh giờ mới có thể hấp thu hoàn toàn. Nhưng nếu dùng đá năng lượng cực phẩm, chỉ cần một viên là đủ rồi, hơn nữa nhiều nhất chỉ mất mấy khắc. Đây là thứ tốt. Nghe vậy. Dương Diệp động lòng. Đây là khả năng tăng cường của đá năng lượng. Giống như là nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi. Nếu trong đây có đá năng lượng cực phẩm, vậy 6 thế lực lớn và người của đế quốc Đại Tần vì sao không tự mình đi vào? Ta là nói phái loại cường giả cao cấp đi vào, ví dụ như cường giả linh giả cảnh. Bởi vì mộ của trụ vương này chỉ có huyền giả vương giả cảnh và dưới vương giả cảnh vào được. Về phần vì sao lại như vậy thì ta nghĩ hẳn là giữa mấy thế lực lớn đã có ước định, hoặc là trong mộ của trụ vương có huyền bí gì đó, nói chung là ta cũng không rõ lắm. Ngươi đừng hỏi ta, tỷ không phải là vạn sự thông. Tần Tịch Nguyệt có chút tức giận nói. Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì lúc này cường giả linh giả cảnh lấy ra một tấm phù lục rồi ném về phía trên cửa hoàng cung. Phù lục vừa bay đến không trung thì nổ tung, kèm theo một tiếng vang. Hào quang của phù văn trên tường thành hoàng cung lập tức trở nên ảm đạm, đồng thời, vô số người hoan hô, sau đó thì lao về phía cửa lớn hoàng cung. Mộ của trụ vương không phải là ở bên trong hoàng cung, mà là dưới lòng đất của hoàng cung, mọi người sau khi tiến vào cửa lớn hoàng cung thì trước mắt không phải là kiến trúc hoàng cung xa hoa, mà là một mảng bình địa, những người khác tựa hồ đã biết tình cảnh này, không hề dừng lại và kinh ngạc. Tốc độ không giảm chạy tới một động khẩu tối tắm ở dưới mặt đất cách đó không xa. Thấy Dương Diệp kinh ngạc, Tần Tịch Nguyệt giải thích. Lúc trước tổ tiên của Đại Tần ta từng đánh một trận với trụ vương ở nơi này, hai vị cường giả hoàng giả cảnh chiến đấu, người nghĩ xem khủng bố cỡ nào. Cho nên dãy hoàng cung này dưới sự chiến đấu của hai người đã biến thành một mảng phế tích. Nghe vậy,
Dương Diệp động dung, thầm nghĩ đây là thực lực của hoàng giả cảnh sao? Nếu hắn cũng có thực lực của hoàng giả cảnh, vậy thì việc gì phải e ngại Bách Hoa Cung nữa? Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, không nghĩ tới những chuyện không thực tế này nữa, nắm thật chặt kiếm trong tay, đi đến lối vào đó. Việc hắn hiện tại phải làm chỉ có hai, việc thứ nhất là thành lập một thế lực có thể giúp hắn, thứ hai là cố gắng đề cao thực lực, giết vào Thanh Vân Bảng, đạt được Thanh Vân Lệnh. Mà việc cần phải làm hiện tại là ở bên trong mộ của trụ vương này mò vớt được một chút lợi ích, tốt nhất là kiếm được một số đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, nếu có cơ hội tru sát Tô Tiểu Tiểu của Bách Hoa Cung kia thì càng tốt nữa. Chính là hai người đó lúc trước vũ nhục Bách Hoa Cung chúng ta à? Cách đó không xa, một nữ tử mặc cung trang nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, hỏi Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh nàng ta. Thưa tỷ tỷ, chính là hai người này ở trước mặt mọi người vũ nhục Bách Hoa Cung ta. Tô Tiểu Tiểu cung kính nói. Nữ tử mặc cung trang nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái rồi nói. Tiểu Tiểu, thực lực và tư chất của ngươi đều cực kỳ tốt, nếu chịu để tâm tư vào tu luyện, thành tựu ngày sau nhất định không tồi. Bách Hoa Cung ta tuy không cấm môn hạ đệ tử song tu, nhưng ngươi cũng phải chú ý tới danh tiếng một chút. Hơn nữa cũng đừng tự cho là thông minh, ngươi đang lợi dụng cung nguyên đó, nhưng không biết là hắn cũng đang lợi dụng ngươi à? Thân thể Tô Tiểu Tiểu run lên, vội vàng nói. Tiểu Tiểu xin ghi nhớ. Nữ tử mặc cung trang gật đầu, sau đó nhìn về phía lối vào, lạnh giọng nói. Bất kể là thế nào, bọn họ nếu dám vũ nhục Bách Hoa Cung ta, vậy nhất định phải trả một cái giá cực lớn, cho dù sợ bọn họ là hoàng tử và công chúa của đế quốc Đại Tần cũng thế thôi. Nghe vậy, Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh trong lòng vui lắm, bởi vì vị sư tỷ này tức giận rồi, nàng ta đã tức giận thì đối phương nhất định sẽ không được yên. Nữ tử mặc cung trang cùng Tô Tiểu Tiểu sau khi đi tới cửa vào thì Hứa Ngôn ở cách đó không xa nói với cung nguyên bên cạnh hắn. Sau này tránh xa Tô Tiểu Tiểu này một chút, công pháp của nữ nhân đó là thuật song tu. Tuy ta biết ngươi nhất định có phương pháp ứng đối gì đó. Nhưng tốt nhất là đừng có tiếp xúc, Bách Hoa Cung không phải đơn giản. Còn nữa, ngày sau ở bên ngoài làm việc tốt nhất nhún mình một chút, nguyên môn ta tuy không sợ bất kỳ ai và môn phái nào, nhưng cũng không cần thiết phải làm việc quá kiêu ngạo, gây thù chuốc oán khắp nơi. Cung Nguyên biến sắc, biết vị sư huynh trước mắt này bởi vì hắn vì một nữ nhân mà đắc tội với một cường giả vương giả cảnh mà có chút bất mãn, lập tức vội vàng thi lễ nói. Cung Nguyên xin ghi nhớ lời của sư huynh. Hứa Ngôn gật đầu, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chỗ cửa hoàng cung nói. Đồng Vô Thương, nếu đã tới rồi thì vì sao không hiện thân, chẳng lẽ là muốn đánh lén tại hạ à? Ha ha! Cùng với một tiếng cười to, một thanh niên hình thể to cao đột nhiên xuất hiện ở cửa hoàng cung, thanh niên này tuổi chừng hơn 20, mặc trường bào màu xanh trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm. Nam tử tên là Đồng Vô Thương này đi tới trước mặt Hứa Ngôn, cười nói. Không ngờ vẫn bị Hứa huynh phát hiện, xem ra một năm không gặp, thực lực của Hứa huynh lại tăng thêm nhiều rồi, có cơ hội chúng ta luận bàn một chút nhé. Hứa Ngôn cười cười nói. Không ngờ kiếm tông phái Đồng huynh ngươi vào. À đúng rồi, theo ta được biết, quỷ thủ của quỷ tông cũng vào mộ của trụ vương đấy. Đồng huynh nếu không muốn ba gã đệ tử đó của kiếm tông chết thì tốt nhất là nhanh lên. Bằng không đợi ngươi chỉ là ba cỗ thi thể mà thôi. Nghe vậy, Đồng Vô Thương biến sắc, sau đó trầm giọng nói. Hứa huynh, chuyện của kiếm tông ta và quỷ tông, nguyên môn ngươi lần này sẽ không nhúng tay vào chứ? Ngươi thấy sao? Hứa Ngôn cười cười, sau đó không nói gì, dẫn bốn người phía sau đi về phía cửa mộ. Thật lâu sau, Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó cũng đi vào cửa mộ. Sau khi tiến vào mộ của trụ vương, Dương Diệp bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Ở trước mặt hắn là vô số thông đạo, những thông đạo này kéo dài tới tận cuối tầm mắt, không biết là thông tới đâu. Trong mộ của trụ vương có 6 chủ thất, 12 phó thất. Trong 6 chủ thất chỉ có một là mộ của trụ vương thật sự, 12 phó thất thì là của 12 hoàng kim thị vệ bên cạnh trụ vương lúc trước. 6 chủ thất thì chúng ta đừng có mơ tới, nếu có thể tìm được một phó thất trong 12 phó thất, chúng ta thế là đủ rồi. Có điều cũng rất khó. Tần Tịch Nguyệt vừa đi vừa giải thích về mộ của trụ vương cho Dương Diệp, thân là công chúa Hoàng Triều, tất cả tư liệu về mộ của trụ vương Hoàng gia đều có, cho nên nàng ta rất quen thuộc với mộ của trụ vương. Vì sao 6 chủ thất chúng ta đừng mơ tới? Dương Diệp khó hiểu hỏi.
6 trụ thất này chắc là của trụ vương và người quan trọng của trụ vương, vật bồi táng trong đó nhất định không tầm thường, người nói đừng mơ là vì 6 trụ thất đó đã bị người của 6 thế lực lớn cướp đoạt sạch sẽ rồi à, phải không? Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nói. 6 trụ thất này và 12 phó thất kia cho dù là 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần ta cũng không tìm được, nói gì tới cướp đoạt chứ. Giống như biết Dương Diệp muốn hỏi gì, nàng ta tiếp tục nói. Bởi vì tòa mộ địa này là lúc trước thân công báo đó tạo ra, hắn vận dụng thần thông vô thượng ẩn giấu đi 6 trụ thất và 12 phó thất, trừ phi có thuật sư biết thuật pháp xuất hiện, đồng thời thuật sư đó phải có cảnh giới và thuật pháp cao hơn được thân công báo. Nếu không cho dù là hoàng giả cảnh cũng không tìm thấy 6 trụ thất và 12 phó thất đó, trừ phi là phá hủy mộ của trụ vương này. Tần Tịch Nguyệt nói như vậy, Dương Diệp xem như đã hiểu. 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần sở dĩ mở ra mộ của trụ vương, không chỉ là để rèn luyện môn hạ đệ tử của mình mà còn là hy vọng có tán tu có thể tìm được 12 phó thất và 6 trụ thất, kỳ nhân thiên hạ nhiều biết bao, không chừng thật sự có thuật sư xuất hiện thì sao? 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần có lẽ chính là vì ôm hy vọng này, hơn nữa cho dù là không có ai tìm được cũng không sao, dù sao bọn họ cũng chẳng phải chịu thiệt. Xem ra ngươi đã hiểu rồi. Tần Tịch Nguyệt nói. Ngay từ đầu 6 thế lực lớn và người của đế quốc Đại Tần thật sự hy vọng có tán tu có thể tìm được 6 trụ thất và 12 phó thất đó, nhưng theo mấy trăm năm trôi qua, 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần đã triệt để từ bỏ suy nghĩ này, rút hết cường giả trấn thủ ở nơi này về. Cho nên, nếu chúng ta hiện tại có thể tìm được một phó thất trong đó, chúng ta cũng không phải lo lắng bị người của 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần để ý. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ nói. Ngay cả 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần ngươi cũng không thể làm được thì ngươi hy vọng hai chúng ta có thể tìm được à? Đúng lúc này, Tử Điêu ở trên vai Dương Diệp đột nhiên lấp lánh hạ xuống trước mặt hai người, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào chính nó. Ngươi có thể tìm được à? Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt đồng thanh kinh ngạc hỏi. Tử Điêu lắc lắc đầu, sau đó móng vuốt nhỏ không ngừng vung lên. Một hồi sau, Dương Diệp nhìn Tử Điêu, trầm giọng nói. Ngươi là nói, có thứ gì đó đang gọi ngươi. Tử Điêu vội vàng gật đầu. Dương Diệp chau mày, nếu là ở trên mặt đất, hắn có lẽ sẽ dẫn Tử Điêu đi xem thử, nhưng nơi nào là mộ địa mà, những thứ đó có thể là thứ tốt sao? Nghĩ một hồi, Dương Diệp lại hỏi. Thứ gọi ngươi rốt cuộc là tốt hay xấu? Tử Điêu chớp chớp mắt, không biết nên lắc đầu hay là gật đầu, hiển nhiên, vấn đề này đã làm khó nó. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh lườm Dương Diệp nói. Tiểu đệ đệ, nó ngay cả thứ đang gọi nó là gì cũng chưa thấy, làm sao mà xác định thứ đó là tốt hay xấu? Ngươi không phải là đang làm khó nó à? Nghe vậy Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đi xem thứ đó à? Tử Điêu suy nghĩ một hồi rồi sau đó gật đầu. Dương Diệp vẫn có chút do dự, hắn thật sự có chút lo lắng, đúng lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Chúng ta đi xem thử, huyền thú bình thường đều có bài xích và kháng cự với những thứ có nguy hiểm, nó không ngờ muốn đi xem, vậy chứng tỏ thứ đang gọi nó chắc là không có ác ý gì với nó đâu. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, lập tức gật đầu. Đột nhiên, con người Dương Diệp co rút lại. Bỗng dưng quay đầu nhìn về phía sau, cách sau lưng hắn vài chục trượng, hai nữ tử đang lạnh lùng nhìn hắn, một nữ tử trong đó chính là Tô Tiểu Tiểu. Nữ tử mặc cung trang nhìn Tần Tịch Nguyệt rồi sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chính là ngươi đã vũ nhục Bách Hoa cung ta. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Vũ nhục á, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Khách làng chơi và kỹ nữ chỉ lên giường chứ không nói tình cảm. Tô Tiểu Tiểu này và tên đệ tử của nguyên môn đó không phải là quan hệ đó sao? Nàng ta nếu dám như thế làm, người khác lại không được nói à? Tô Tiểu Tiểu tức giận tới mặt tím tái, đang chuẩn bị động thủ thì nữ tử mặc cung trang ở bên cạnh cản nàng ta lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lạnh giọng nói. Thiếu niên, ngươi là có cửu oán với sư muội này của ta hay là có cửu oán với Bách Hoa cung ta? Câu hỏi ở rất có thâm ý. Nếu Dương Diệp nói có cửu oán với Bách Hoa Cung, sự việc sẽ thành to rồi, bởi vì mục đích lúc trước của Dương Diệp không còn là vũ nhục Tô Tiểu Tiểu mà là vũ nhục cả Bách Hoa Cung. Vũ nhục Bách Hoa Cung thì cho dù Dương Diệp là đệ tử đích truyền của thế lực nào đó, nàng ta cũng dám chảm sát ngay tại chỗ, bởi vì việc này liên quan tới vinh dự của tông môn. Ngược lại, nếu chỉ là có cửu oán với Tô Tiểu Tiểu,
vậy nàng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giáo huấn một chút, chứ không thể hạ sát thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận của Dương Diệp có thể khiến nữ tử mặc cung trang coi trọng. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày, đang chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp đã mở miệng. Có quan trọng không, bất kể là có cửu oán với Tô Tiểu Tiểu hay là có cửu oán với Bách Hoa Cung của ngươi thì ngươi không phải đều chuẩn bị ra tay sao? Cho nên, đừng có lắm lời nữa, trực tiếp xuất thủ đi được không? Nói xong câu này, toàn thân Dương Diệp huyền khí dũng động, đã chuẩn bị triệu hồi hai U Minh Lang Vương và bộ địa sát kiếm trận, nếu đối phương động thủ, hắn sẽ thi triển toàn lực, diệt sát hai người này ở đây. Bách Hoa Cung khiến mẫu thân của hắn phải chịu khổ, hắn không ngại thu trước chút lợi tức. Nữ tử mặc cung trang sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt nói. Nàng ta chính là chỗ dựa của ngươi à? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi sai cả 10 phần rồi. Tiểu Tiểu, ta cầm chân nữ tử vương giả cảnh, hắn thì giao cho ngươi giải quyết, đừng giết, để lại một hơi thở. Nói xong thân hình khẽ động, lướt về phía Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh. Tần Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều, cổ tay khẽ động, trường tiên trong tay, nghênh đón. Tuy nàng ta không biết Dương Diệp vì sao cứ nhằm vào Bách Hoa Cung, nhưng nàng ta vẫn lựa chọn ủng hộ. Chỉ bởi vì hai người bọn họ đã không trên cùng một chiếc thuyền, hơn nữa nàng ta còn cần Dương Diệp giúp nàng ta cứu mẫu hậu ra. Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Ta sẽ chém đứt đầu lưỡi và nam căn, hạ bộ của ngươi, khiến ngươi. Muốn đánh thì đánh đi, lại nhải nhiều thế. Dương Diệp cắt ngang lời nói của Tô Tiểu Tiểu, sau đó lao về phía nàng ta. Cứ để cho ngươi mạnh miệng. Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, lao về phía Dương Diệp. Ngay khi chỉ còn cách Tô Tiểu Tiểu hai trượng, Dương Diệp hai mắt híp lại, huyền khí toàn thân điên cuồng ùa vào trong Tật Phong Hoa, sau đó chân phải đột nhiên dậm xuống đất, mượn dùng lực đạo của mặt đất và sự gia trì của Tật Phong Hoa, thân thể để lại một đạo tàn ảnh rồi trong nháy mắt đã tới cách trước mặt Tô Tiểu Tiểu một trượng. Tật Phong Bộ. Dương Diệp mặc kệ hơn 10 đạo kiếm hoa, trong lòng sau đó thầm hô một tiếng Tật Phong Bộ thì tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, nháy mắt đã tới trước mặt Tô Tiểu Tiểu đang chuẩn bị rút lui, sau đó rút kiếm đâm thẳng vào ngực Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy tốc độ của người trước mắt đột nhiên trở nên nhanh hơn, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu lộ ra vẻ khiếp sợ và hoảng hốt, sau đó tâm niệm khẽ động, chuẩn bị thi triển ra huyền khí để bảo vệ thân thể, nhưng vào một khắc tâm niệm của nàng ta vừa động, nàng ta đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, vì sao lại đau? Kiếm trong tay nam tử trước mắt này vẫn còn ở trong vỏ kiếm trên tay hắn mà. Hắn vẫn chưa rút kiếm mà. Rất nhanh, ý thức của Tô Tiểu Tiểu trở nên mơ hồ, vào một khắc vẫn còn một tia ý thức cuối cùng, nàng ta nhìn thấy lỗ thủng trước ngực mình, Tô Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh quá. Còn chưa nói xong, người đã ngã vật xuống. Giải quyết xong Tô Tiểu Tiểu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc cung trang đang kịch chiến với Tần Tịch Nguyệt, không chút do dự, thi triển ra Tật Phong Bộ, lao về phía nữ tử mặc cung trang đó. Nếu đã giết một người, vậy thì tốt nhất giết luôn cả người còn lại này. Nữ tử mặc cung trang đang giao thủ với Tần Tịch Nguyệt đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ khí tức thì biến sắc, thân hình khẽ động, lách sang bên một trường. Vào một khắc nàng ta vừa lách người, một đạo kiếm khí vừa hay phá không bắn tới. Bởi vì bị nữ tử mặc cung trang né được, đạo kiếm khí này cuối cùng để lại một vệt kiếm trên vách tường của thông đạo. Nữ tử mặc cung trang xoay người, khi nhìn thấy Dương Diệp, con người co rút lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa ở cách đó không xa, thi thể của Tô Tiểu Tiểu đang lẳng lặng nằm đó. Ngươi giết nàng ta. Nữ tử mặc cung trang quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, một cỗ lệ khí từ trong cơ thể nữ tử mặc cung trang ùa ra, giống như là nghĩ tới gì đó. Nàng ta lại nhìn về phía kiếm trong tay Dương Diệp, nói. Ngươi là đệ tử của kiếm tông, ngươi đúng là quá can đảm đó, không ngờ dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta. Nói xong liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Mà lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở một bên lại đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó khí cơ khóa chặt nữ tử mặc cung trang, khiến cho thân thể nữ tử mặc cung trang khựng lại, không lập tức xuất thủ. Kỳ thật Tần Tịch Nguyệt trong lòng lúc này cũng rất kinh hãi. Nàng ta cũng không ngờ Dương Diệp thật sự giết được Tô Tiểu Tiểu đó. Càng không ngờ lại giết được một cách nhanh như vậy, hắn thật sự chỉ là phàm nhân cảnh sao? Dương Diệp không trả lời nữ tử mặc cung trang, đang chuẩn bị triệu hồi ra hai U Minh Lang để triệt để giải quyết nữ tử mặc cung trang trước mắt này thì đột nhiên Dương Diệp nheo mắt lại,
quay đầu nhìn về phía thông đạo xa xa, chỉ thấy 5 người của Nguyên Môn và 4 người của Kiếm Tông đang đi về phía này. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp từ bỏ ý đồ giải quyết nữ tử mặc cung trang. Nếu người của Nguyên Môn giúp đỡ nữ tử mặc cung trang, cho dù hắn triệu hồi ra 2 huyền thú vương cấp cũng không nhất định xử lý được đối phương. Trừ phi hắn vận dụng huyết sát châu, chỉ là huyết sát châu đó ngay cả Tô Thanh Thi cũng phải kiêng kỵ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Khi nhìn thấy thi thể của Tô Tiểu Tiểu trên mặt đất, mấy người của Nguyên Môn và Kiếm Tông đều ngây ra, sau khi phục hồi lại tinh thần thì đều nhìn về phía Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt. Đồng Vô Thương, Kiếm Tông của ngươi thật sự là quá can đảm rồi, không ngờ dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta, xem ra Kiếm Tông là muốn trở thành kẻ địch với Bách Hoa Cung rồi. Được hay lắm. Nữ tử mặc cung trang nhìn Đồng Vô Thương, lạnh giọng nói. Đồng Vô Thương ngây ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nguy nhiên ở bên cạnh hắn thì cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng nói. Đồng sư huynh, thiếu niên đó tên là Dương Diệp, là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông ta, hắn chính là. Ha ha! Nguy nhiên còn chưa nói xong thì một tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên. Lập tức một nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện. Nam tử mặc áo đen đó nhìn thoáng qua thi thể của Tô Tiểu Tiểu trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi vội tắt. Quỷ thủ! Nhìn thấy người vừa tới, hai mắt Đồng Vô Thương híp lại, trong mắt hiện lên sát ý, còn có cả vẻ kiêng kỵ. Nam tử tên là quỷ thủ ánh mắt có chút tiếc nuối rời khỏi thi thể của Tô Tiểu Tiểu, nhìn về phía nữ tử mặc cung trang, nói. Triệu Hàn Nguyệt, Kiếm Tông đã giết đệ tử ngoại môn của ngươi. Ngươi còn lắm lời với hắn làm gì? Không bằng ngươi và ta liên thủ giết hết đám đệ tử Kiếm Tông ở đây nhé, thế nào? Nữ tử mặc cung trang tên là Triệu Hàn Nguyệt mắt híp lại, giống như đã động lòng. Thấy thế, Đồng Vô Thương ở một bên biến sắc, hai cường giả vương giả cảnh liên thủ, hắn căn bản là không thể Bách Hoa Cung, lập tức vội vàng nói. Triệu sư tỷ, Kiếm Tông ta tuyệt không có ác ý với Bách Hoa Cung, trong đây nhất định có hiểu lầm gì đó. Tóm lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời, thế nào? Câu trả lời à, được thôi. Triệu Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy ngươi giao tên đệ tử ngoại môn này của Kiếm Tông cho ta xử trí nhé, được chứ? Kỳ thật nàng ta cũng không muốn hợp tác với người của Quỷ Tông, nàng ta cũng rất không thích phong cách hành sự của Quỷ Tông. Nhưng nếu Kiếm Tông không cho nàng ta một câu trả lời khiến nàng ta hài lòng, vậy thì nàng ta cũng không ngại tạm thời liên thủ với người của Quỷ Tông. Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, khi nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt, hắn nheo mắt lại, lập tức hỏi. Các hạ là... Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Ta không phải đệ tử của Kiếm Tông, cho nên ngươi không cần phải bận tâm tới ta. Đồng Vô Thương nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp rồi trầm giọng nói. Ngươi vì sao lại giết Tô Tiểu Tiểu? Hành động này của ngươi sẽ khiến Kiếm Tông ta và Bách Hoa Cung trở mặt thành thù, ngươi không biết sao? Liên quan quái gì tới ta? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Đồng Vô Thương trầm xuống. Ngươi có biết là ngươi đếch nói chuyện với ai không? Đồng Vô Thương cả giận nói. Dương sư đệ, đây là Đồng Vô Thương sư huynh của Thái Thanh Phong, cũng là người dẫn đội của chúng ta lần này. Nguy nhiên ở bên cạnh vội vàng giải thích, hắn biết tính cách của Dương Diệp. Sợ Dương Diệp phát sinh xung đột với Đồng Vô Thương. Dương Diệp cười cười, nói. Lúc trước vị Đồng Vô Thương sư huynh này nói sẽ cho Bách Hoa Cung một câu trả lời, ta cũng rất muốn biết, Đồng Vô Thương sư huynh muốn trả lời cho Bách Hoa Cung thế nào. Là muốn ta đền mạng cho Tô Tiểu Tiểu đó à? Ngươi vì sao muốn giết đệ tử của Bách Hoa Cung? Đồng Vô Thương hỏi lại. Là họ động thủ trước? Dương Diệp nói. Hắn cũng muốn xem đệ tử nội môn của Kiếm Tông này một mình xử trí chuyện này thế nào. Đồng Vô Thương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt, Triệu Hàn Nguyệt không đáp, chỉ nhìn về phía quỷ thủ ở bên cạnh. Thấy thế, Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Bất kể là thế nào, người xuất thủ giết đệ tử của Bách Hoa Cung cũng là không đúng. Như vậy đi, ta không giết ngươi, nhưng ta phải phế bỏ tu vi của ngươi. Người có dị nghị gì không? Hắn cũng không muốn xuống tay với đệ tử của tông môn mình, nhưng lại càng không muốn Triệu Hàn Nguyệt liên thủ với quỷ thủ, bởi vì nếu như vậy, mấy người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều sẽ phải chết ở đây. Nghe thấy lời nói của Đồng Vô Thương, nguy nhiên ở phía sau hắn biến sắc,
Dương Diệp là người có thể xông đến tầng thứ 21 của tháp kiếm nô, tư chất và tiềm lực như vậy, sư huynh trước mắt này căn bản là không thể mặc sức nhào nặn, đang chuẩn bị lên tiếng thì Dương Diệp lại mở miệng trước, hỏi. Theo ý tứ của ngươi thì chỉ có thể là họ giết ta, chứ ta thì không thể giết họ. Hừ. Lúc này Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, châm chọc. Đồng Vô Thương, không ngờ ngươi ngay cả một đệ tử ngoại môn của kiếm tông cũng không quản được, trước kia ta coi trọng ngươi quá rồi. Hứa Ngôn ở bên cạnh cũng khẽ cười nói. Đồng huynh, ngươi thật sự là quá mức nhân từ rồi đó, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ cũng dám chất vấn và chống đối ngươi, kẻ làm sư huynh như ngươi thật kém quá đấy. Triệu Hàn Nguyệt, Đồng Vô Thương này rõ ràng là không thể cho ngươi một câu trả lời đâu. Nếu đã vậy, ngươi và ta hay là liên thủ giải quyết đệ tử kiếm tông ở đây nhé, thế nào? Quỷ thủ vẫn đang đứng xem kịch đột nhiên mở miệng nói. Bị ba người châm chọc, sắc mặt của Đồng Vô Thương cực kỳ khó coi, lập tức lạnh giọng nói. Dương Diệp, bất kể là vì nguyên nhân gì, ngươi trút sát đệ tử của Bách Hoa Cung cũng là không đúng, để tránh Bách Hoa Cung và kiếm tông ta trở mặt thành thù. Ta phải phế bỏ tu vi của ngươi rồi giao ngươi cho Bách Hoa Cung xử trí, về phần tông môn, ta sẽ tự mình đi giải thích. Nói xong liền muốn động thủ. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên phá lên cười, cười một hồi rồi nói. Thì ra đây là đệ tử nội môn của kiếm tông, thì ra đệ tử nội môn của kiếm tông chính là không ra gì như vậy, chẳng trách kiếm tông lại đứng cuối trong 6 thế lực lớn. Đúng là nực cười, phế bỏ tu vi của ta rồi giao cho Bách Hoa Cung xử trí. Đồng Vô Thương, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Dương Diệp không đợi Đồng Vô Thương lên tiếng đã rút kiếm chém một phát nhanh như tia chớp. Đồng Vô Thương khi nghe thấy lời nói của Dương Diệp thì đầu tiên là ngây ra, sau đó thì nổi giận, khi hắn chuẩn bị động thủ thì hắn không ngờ huyền giả phàm nhân cảnh ở trước mặt hắn đã động thủ trước. Càng không ngờ là tốc độ xuất kiếm của đối phương lại nhanh đến vậy, cũng may là chưa đến mức khiến hắn không thể hoàn thủ. Không kịp nghĩ nhiều. Đồng Vô Thương thân hình khẽ động, lướt về phía sau né tránh một kiếm nhanh như tia chớp đó của Dương Diệp, nhưng mà khi chân hắn vừa chạm đất thì một đôi tay không hề có màu máu đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, đánh về phía lưng hắn. Thì ra khi Dương Diệp rút kiếm chém, quỷ thủ ở bên cạnh cũng vội vàng xuất thủ theo. Là quỷ thủ, đồng sư huynh cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, Nguy Nhiên và mấy tên đệ tử kiếm tông phía sau hắn đại kinh thất sắc. Đồng Vô Thương cũng biến sắc. Chân phải đột nhiên dậm mạnh xuống đất, thân thể trong nháy mắt đã bay vút lên trời, tránh được đôi tay đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, có điều chỗ bả vai của Đồng Vô Thương, một cỗ máu tươi lại không hề có dấu hiệu báo trước phun ra. Dương Diệp sau khi xuất xong một kiếm thì cũng không truy kích, hắn tuy cũng muốn giết Đồng Vô Thương, nhưng sẽ không liên thủ với người của Quỷ Tông, không vì cái gì khác mà chỉ vì Tô Thanh Thi. Một kích không đắc thủ, quỷ thủ thầm nghĩ đáng tiếc quá, hắn cũng muốn tiếp tục xuất thủ. Có điều hiển nhiên hiện tại đã không còn cơ hội, bởi vì bốn người của kiếm tông đã tới vây quanh người Đồng Vô Thương. Quỷ thủ liếm liếm máu tươi trên tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kiếm của tiểu huynh đệ nhanh thật đó, Đồng Vô Thương này muốn giao ngươi ra, đã vậy thì không bằng ngươi và ta liên thủ đi. Ừ còn cả vị mỹ nữ bên cạnh ngươi nữa, ba người chúng ta liên thủ tru sát toàn bộ mấy người của kiếm tông ở đây, ngươi thấy sao? Dương Diệp, ngươi dám phản tông à? Người can đảm quá đó. Đồng Vô Thương nhìn Dương Diệp, tức giận nói. Hắn không ngờ, đệ tử ngoại môn của kiếm tông trước mắt này lại dám ra tay với hắn, hơn nữa bởi vì một kiếm này của hắn, thiếu chút nữa đã khiến cho Đồng Vô Thương bị quỷ thủ đánh lén đắc thủ, điều này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận. Phản tông. Dương Diệp bật cười, nói. Đồng Vô Thương, Dương Diệp ta vốn không phải là đệ tử của kiếm tông, tại sao lại nói là phản tông? Về phần ta vì sao không phải là đệ tử của kiếm tông thì ngươi đi hỏi chấp kiếm trưởng lão của Thái Thanh Phong các ngươi thì biết. Còn nữa ân oán giữa ta và triệu đại mỹ nữ này không liên quan gì tới ngươi, cũng không liên quan gì tới kiếm tông, ngươi bớt xen vào việc của người khác đi. Ngươi không phải đệ tử của kiếm tông. Đồng Vô Thương kinh ngạc hỏi, mấy người bọn Nguy Nhiên ở sau lưng hắn cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Không phải đệ tử của kiếm tông thì tốt, tiểu huynh đệ. Chúng ta liên thủ tru sát toàn bộ mấy người của kiếm tông này ở đây nhé. Quỷ thủ lại mời chào. Ngươi nếu không phải đệ tử của kiếm tông thì vậy ngươi rốt cuộc là ai? Là ai cho ngươi can đảm để ngươi dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta? Triệu Hàn Nguyệt nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi.
Dương Diệp không trả lời quỷ thủ và Triệu Hàn Nguyệt, xoay người nói với Tần Tịch Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Với tình huống hiện tại, hắn căn bản không thể tru sát Triệu Hàn Nguyệt đó, cứ ở đây thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần đối phương không ra khỏi mộ trụ vương này thì hắn vẫn còn cơ hội. Tần Tịch Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó đi theo phía sau Dương Diệp. Thấy hai người Dương Diệp rời đi, trong mắt Triệu Hàn Nguyệt lóe hàn quang, mấy lần muốn động thủ nhưng lại cố nén. Có nữ tử kia ở đây, nàng ta căn bản không nắm chắc có thể lấy được mạng của thiếu niên tên là Dương Diệp này. Quỷ thủ ở bên cạnh do dự, cũng không hành động, tuy rất khó chịu với thái độ của Dương Diệp, nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể lấy được mạng của Dương Diệp, bởi vì bên cạnh Dương Diệp còn có một nữ tử vương giả cảnh. Quan trọng nhất là nếu hắn động thủ, nữ nhân này sẽ liên thủ với Đồng Vô Thương, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, quỷ thủ cười lạnh mấy tiếng, sau đó thò tay ra, tóm lấy thi thể Tô Tiểu Tiểu đang nằm trên mặt đất, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Thi thể này nếu không ai cần thì quỷ thủ ta xin vui lòng nhận lấy. Yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng ta, ha ha. Quỷ thủ. Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh gầm lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động đuổi theo quỷ thủ. Vốn tưởng rằng còn được xem một vở kịch hay. Hứa Ngôn thở dài một tiếng, nói. Không ngờ lại có kết cục như vậy, Đồng huynh, xin cáo từ. Nói xong, hắn không ở lại nữa, dẫn mấy người của Nguyên Môn đi vào một thông đạo khác. Khi mấy người đều đi rồi, Đồng Vô Thương trầm giọng hỏi. Nguyên nhiên, Dương Diệp đó rốt cuộc có phải là đệ tử của kiếm tông ta hay không? Hồi bẩm sư huynh, Nguyên nhiên nói. Đương nhiên là phải, hắn vốn là đệ tử ngoại môn của kiếm tông, chỉ là lúc trước bởi vì không thể hấp thu huyền khí cho nên bị thiên trưởng lão bắt làm đệ tử tạp dịch. Nhưng mà một năm sau hắn lại khôi phục bình thường. Không chỉ như vậy, hắn còn xông vào được tầng thứ 22 của tháp kiếm nô, phá kỷ lục của mộ dung yêu. Tầng thứ 22. Đồng Vô Thương biến sắc. Nguy nhiên gật đầu, nói. Không chỉ như vậy, hắn lúc trước còn một kiếm miểu sát Liễu Thanh Vũ đã là tiên thiên nhị phẩm. Nghe vậy, Đồng Vô Thương nheo mắt, đây là yêu nghiệt thật sự. Loại yêu nghiệt này muốn vượt qua hắn thì là vấn đề thời gian. Chỉ là Nguy nhiên không hiểu, hắn vì sao nói không phải là đệ tử của kiếm tông ta. Nguy nhiên nghi hoặc nói. Một lúc sau, Đồng Vô Thương lắc đầu, nói. Mặc kệ hắn, việc này sau khi ta về tông sẽ hỏi hạ trưởng lão, nếu Dương Diệp này thật sự không phải là đệ tử của kiếm tông ta, vậy thì thôi. Nếu hắn vẫn là đệ tử của kiếm tông, vậy hắn hôm nay xuất thủ với đồng môn, đồng thời giết đệ tử của Bách Hoa Cung, lại tự nói không phải là đệ tử của kiếm tông, tông môn nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Nói tới sau cùng, trong thanh âm đã mang theo hàn ý. Môi Nguy nhiên giật giật, vốn muốn nói rằng đây là người của Bách Hoa Cung động thủ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Đồng Vô Thương, biết rằng Đồng Sư Huynh đã ghi hận Dương Diệp thì lập tức nuốt lại những lời sắp nói. Trên mặt ta nở hoa à? Dương Diệp hỏi Tần Tịch Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Từ lúc trước đến bây giờ, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn tới mức khiến hắn cảm thấy không hiểu ra làm sao. Tần Tịch Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu đệ đệ, kỳ thật tỷ tỷ thật sự có ý với người đó. Sự quyết đoán và tàn nhẫn của Dương Diệp lúc trước thật sự đã khiến nàng ta bất ngờ, nói giết là giết, tuyệt không ướt át lằng nhằng. Nàng ta thích hợp tác với người như vậy. Tình yêu của ngươi rẻ rúng vậy à? Dương Diệp làm sao tin được những lời ma quỷ của nữ nhân này? Tần Tịch Nguyệt cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa mà nói. Tiểu đệ đệ, từ thái độ của những người đó đối với ngươi lúc trước cho thấy, ngươi không phải là đệ tử của kiếm tông thì chắc cũng có chút dính líu với kiếm tông. Vậy vì sao lại xuất thủ không chút lưu tình với tên đệ tử của kiếm tông kia? Đương nhiên, tỷ tỷ chỉ là tò mò mà thôi. Dương Diệp trầm mặc một chút rồi nói. Ta vốn là đệ tử của kiếm tông. Vốn là, vậy chính là nói hiện tại không phải nữa. Vì sao thế? Trong mắt Tần Tịch Nguyệt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì ta đã bị trục xuất khỏi kiếm tông, nói như vậy cũng không đúng lắm, nói một cách chính xác thì ta không được kiếm tông thừa nhận, hiểu chưa? Dương Diệp lạnh lùng nói. Sao có thể như vậy được? Tần Tịch Nguyệt trợn to hai mắt, nói với vẻ bất khả tư nghị. Người lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa người có thực lực cường hãn như vậy, kiếm tông tha thiết lôi kéo còn không kịp, sao lại trục xuất người đi? Ta có cần phải lừa ngươi không?
Dương Diệp nói. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nói. Tỷ tỷ không phải không tin ngươi, chỉ là không hiểu mà thôi. Bởi vì ta đắc tội với Bách Hoa Cung, Kiếm Tông chịu áp lực của Bách Hoa Cung cho nên quyết định giao ta cho Bách Hoa Cung xử trí, tựa như vừa rồi ấy, đã hiểu chưa? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đối với Kiếm Tông hắn đã không còn một chút niệm tưởng nào, bên trong chỉ còn Thiên Trưởng Lão và Tô Thanh Thi là khiến hắn bận tâm. Chẳng trách ngươi lúc trước đối đãi với người của Bách Hoa Cung, lại chẳng trách ngươi xuất thủ không chút lưu tình với tên đồng vô thương kia của Kiếm Tông như thế. Tần Tịch Nguyệt thấp giọng nói, hiện tại nàng ta xem như đã minh bạch lúc trước Dương Diệp vì sao vừa ra tay đã hạ sát thủ, thì ra hắn đã có ân oán từ trước với Kiếm Tông và Bách Hoa Cung. Đồng thời cũng minh bạch Dương Diệp lúc trước vì sao không chút do dự cự tuyệt lời mời của nàng ta. Thôi xin, là bọn họ gây sự với ta trước mà. Nói cứ như là ta cố ý nhằm vào bọn họ ý. Dương Diệp có chút bất mãn nói. Tần Tịch Nguyệt dừng chân, nói với vẻ nghiêm túc. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thật với tỷ tỷ đi, ngươi thành lập thế lực kia, có phải là để đối phó với Bách Hoa Cung không? Đúng. Dương Diệp cũng không giấu giếm. Nghe vậy, Tần Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ chua chát, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có biết Bách Hoa Cung khủng bố cỡ nào không? Đó chính là thế lực đỉnh cấp có cường giả hoàng giả cảnh tồn tại đó. Hơn nữa trong đó cường giả tôn giả cảnh và linh giả cảnh cũng nhiều không đếm xuể, ngươi lại bảo tỷ tỷ đi thành lập một thế lực có thể chống lại loại thực lực này, ngươi thật sự là xem trọng tỷ tỷ quá rồi. Ngươi sợ à? Dương Diệp lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ không nên sợ sao? Tần Tịch Nguyệt trợn mắt, nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không biết giữa ngươi và Bách Hoa Cung rốt cuộc có ân oán gì, nhưng tỷ tỷ muốn nói, đừng nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù là toàn bộ kiếm tông của ngươi cũng không đối phó được Bách Hoa Cung đâu. Chất nhi đó của ngươi có thế lực mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi sẽ bởi vậy mà từ bỏ chuyện đi cứu mẫu hậu của ngươi sao? Dương Diệp nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là không rồi, chỉ là... Dương Diệp cắt ngang lời Tần Tịch Nguyệt, nói. Không có gì mà chỉ là cả, trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không làm thì một chút cơ hội cũng không có, nhưng nếu chúng ta làm, vậy thì còn một chút cơ hội. Tựa như gia gia của ngươi vậy, lúc trước hắn nếu không đi chinh chiến thiên hạ, hắn có thể nhất thống toàn bộ Nam Vực, thành lập đế quốc Đại Tần các ngươi không? Tỷ tỷ có thể hỏi một chút, ngươi vì sao muốn đối phó Bách Hoa Cung vậy? Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp đang chuẩn bị nói thì đột nhiên Tử Điêu vốn vẫn đang dẫn đường đột nhiên ngừng lại, mắt Tử Điêu nhìn bốn phía, cuối cùng dừng ở mặt đất, sau đó hạ xuống đất, móng vuốt nhỏ chỉ vào mặt đất, mắt nhìn Dương Diệp, tựa hồ muốn nói là ở bên dưới. Dương Diệp chân phải rậm rậm xuống đất, mặt đất rất cứng, không giống như là có đường ngầm, lập tức nhíu mày hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định thứ đang gọi ngươi là ở bên dưới mặt đất chứ? Tử Điêu gật gật đầu. Nhưng nơi này chẳng có gì mà. Dương Diệp nói. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ lại vẽ vẽ xuống mặt đất mấy cái. Dương Diệp gật đầu, rút kiếm chém một phát xuống đất, tia lửa văng khắp nơi. Dương Diệp kinh ngạc, bởi vì kiếm của hắn không ngờ không thể lưu lại một dấu vết trên mặt đất, tuy hắn chỉ dùng chưa tới ba thành lực lượng, nhưng cho dù là huyền thiết, ba thành lực lượng của hắn cũng có thể lưu lại một vết kiếm bên trên. Chẳng lẽ mặt đất trước mắt này so với huyền thiết thì còn cứng rắn hơn sao? Ngay khi Dương Diệp đang chuẩn bị thử thêm một lần nữa thì đột nhiên mặt đất không ngờ bắt đầu trở nên vặn vẹo. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt kinh hãi, đang chuẩn bị lui về phía sau, nhưng mà vẫn chậm rồi, trời đất quay cuồng, ý thức của Tần Tịch Nguyệt và Dương Diệp trở nên mơ hồ. Không biết bao lâu, Dương Diệp mở mắt, hắn vội vàng nhìn sang bên cạnh. May quá, Tử Điêu và Tần Tịch Nguyệt vẫn ở đây. Thế này là sao? Dương Diệp vừa hỏi vừa quan sát cảnh tượng trước mắt, lúc này hắn và Tần Tịch Nguyệt đang ở bên trong một mật thất rất xa hoa, vách tường bốn phía được trang trí bằng các bảo thạch với ánh sáng kỳ dị. Bỗng nhiên, con người của Dương Diệp co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, trên vách tường ở bốn phía mật thất phủ đầy phù văn. Đây là một trong sáu chủ thất. Tần Tịch Nguyệt nhìn quan tài ở giữa mật thất, trầm giọng nói. Thì ra sáu chủ thất này bị một loại trận pháp phù văn che giấu, chẳng trách người của sáu thế lực lớn và đế quốc Đại Tần đều không thể tìm được, nào có ai ngờ, sáu chủ thất lại được cất giấu ở dưới lòng đất của thông đạo. Đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên vươn móng vuốt nhỏ, chỉ vào cỗ quan tài đó. Yết hầu Dương Diệp giật giật, hỏi.
Ngươi nói là thứ gọi ngươi đang ở trong quan tài. Tử Điêu gật đầu. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều trở nên ngưng trọng. Trong quan tài có thứ đang kêu gọi tiểu gia hỏa, nói cách khác thì thứ trong quan tài vẫn còn sống. Đúng lúc này, Tử Điêu lại chỉ vào quan tài, sau đó khua khua móng vuốt nhỏ mấy cái. Ngươi là nói nó bảo chúng ta giúp nó mở quan tài. Dương Diệp hỏi. Tử Điêu lại gật đầu. Dương Diệp nhìn về phía quan tài, lúc này hắn mới phát hiện, nắm quan tài và thân quan tài nối liền với nhau, phù văn kỳ dị đang chậm rãi lưu động, hiển nhiên, những phù văn này là trấn áp sinh vật thần bí bên trong quan tài. Về phần vì sao nói là sinh vật thần bí, bởi vì Dương Diệp không thể xác định đối phương là người hay là huyền thú. Hiện tại Dương Diệp gặp phải một vấn đề, mở hay là không mở. Nếu mở thì tên gia hỏa bên trong vạn nhất không có hảo ý, vậy thì ba người bọn họ chỉ có nước chết. Nhưng nếu không thì hắn lại có chút không cam lòng, dù sao cũng đã tới tận đây rồi. Mở đi. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Bất kể bên trong là thứ gì, hắn đã có thể dẫn chúng ta đến đây, vậy thì hẳn là có biện pháp đối phó với chúng ta. Nếu hắn không đối phó ta, hơn nữa còn có thể câu thông với tiểu gia hỏa thần bí này của ngươi, ngươi chắc cũng biết. Huyền thú luôn rất bài xích với những sự vật nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này của ngươi nếu đa không bài xích, vậy thì chứng tỏ vậy trong hòm không có ác ý với chúng ta đâu. Tiểu gia hỏa, hắn thật sự là không có ác ý với chúng ta chứ? Dương Diệp hỏi Tử Điêu. Tử Điêu chớp chớp mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hiển nhiên vấn đề này lại làm khó nó. Thấy bộ dạng ngơ ngác của nó, Dương Diệp bật cười, không cố kỵ và do dự nữa, bước về phía quan tài. Cho dù vật trong quan tài không có hảo ý với bọn họ, chỉ cần người bên trong quan tài không phải là cường giả hoàng giả cảnh, hắn vẫn có biện pháp ứng đối. Dù sao hiện tại ở trên người hắn còn có mấy tấm phù thuật uy lực cường đại của sư phó hắn cho hắn, còn có huyết sát châu khủng bố đến mức có thể uy hiếp cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp đi tới trước quan tài, nhìn quan tài được phủ kín phù văn, hít sâu một hơi, không do dự nữa, rút kiếm gẩy nắp quan tài, rầm một tiếng. Nắp quan tài bị trường kiếm của Dương Diệp đánh bay. Đồng thời, Dương Diệp cũng lui ra sau, vẻ mặt đề phòng. Ôi, cuối cùng cũng được ra rồi. Một nữ tử quần áo có chút hở hang từ bên trong quan tài chậm rãi bay ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử, hô hấp của Dương Diệp như dừng lại, máu trong người không nhịn được mà sôi trào. Nữ tử khoảng 20 tuổi, tóc như hoa điệp, mắt hạnh má đào, mày như viễn sơn. Toàn bộ ngũ quan đẹp tới mức không giống như là nữ tử nhân gian. Đặc biệt là đôi mắt yêu mị còn hơn cả hồ ly, bên trong giống như có ma lực kỳ dị, ma lực làm mê hoặc lòng người, khiến cho người ta nhìn một cái thôi là không muốn rời mắt. Nữ tử dừng lại ở trên không, hít không khí một cách tham lam, động tác nho nhỏ này khiến Dương Diệp ở bên cạnh cả người triệt để nóng rực, bởi vì theo nữ tử hút khí, đôi gò bồng ảo đầy đặn trước ngực rung khẽ. Điều này khiến cho Dương Diệp mới chỉ trải qua chuyện mông lung có một lần làm sao mà chống chịu được. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh cũng bị nữ nhân trước mắt này khiến cho kinh diễm, nàng ta không ngờ trong thiên địa này lại có người xinh đẹp tới nhường này, nàng ta tự thấy dung mạo của mình cũng tính là xinh đẹp, nhưng đem so sánh với nữ nhân trước mắt này thì bất kể là dung mạo hay là dáng người thì đều kém một bậc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Trong hư không, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, chớp chớp mắt, bên trong đôi mắt dài ánh lên vẻ câu hồn đoạt phách. Đúng là vưu vật tuyệt thế. Dương Diệp hít sâu một hơi, kiếm ý trào ra, sau khi thi triển ra kiếm ý, đầu Dương Diệp đã lập tức tỉnh táo lại, khi nhìn về phía nữ tử, tuy tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn quẫn bách như lúc trước. Thấy ánh mắt của Dương Diệp đã trở nên tỉnh táo, trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ mở môi son, nói. Kiếm ý. Không ngờ một huyền giả phàm nhân cảnh như ngươi cũng lĩnh ngộ được kiếm ý, đúng là thú vị. Giọng nói êm dịu ngọt lim, khiến cho người ta như gội đầu bằng gió xuân. Tiền bối chính là hoàng hậu đát kỷ của thương triều năm đó à? Lúc này, Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp trong lòng cả kinh, đát kỷ này hắn đã được nghe nói tới, nghe đồn năm đó là mỹ nữ số một nam vực, là tai họa khiến vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nghe nói năm đó thương triều sở dĩ diệt vong. Cũng có liên quan tới nữ nhân này. Nếu nữ nhân trước mắt này thật sự là đát kỷ, vậy nàng ta vì sao có thể câu thông với tiểu gia hỏa thì cũng là điều dễ lý giải, bởi vì người này bản thân cũng là huyền thú. Chỉ là Dương Diệp không hiểu,
người này năm đó không phải đã bị đế quốc Đại Tần và Chư Tông diệt sát rồi. Hoàng hậu Thương Triều. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ mê man. Một lúc sau, nàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười, không trả lời Tần Tịch Nguyệt, mà là nhìn về phía Tử Điêu trên vai Dương Diệp, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là điêu tộc à? Ồ, không đúng, uy áp huyết mạch của ngươi khiến ta cũng phải có chút kiêng kỵ, ngươi là... Đột nhiên, nữ tử mở to hai mắt, giống như là nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Tử Điêu chớp chớp mắt, trong đôi mắt tím hiện lên một đạo quang mang màu tím, giống như đang cảnh cáo nữ tử. Dương Diệp vươn tay ra ôm lấy Tử Điêu, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, có chút thương tâm nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta coi như cũng quen nhau lâu rồi, nhưng ngươi vẫn không muốn ta biết được lai lịch của ngươi, ngươi không coi ta là bằng hữu à? Tử Điêu vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ xoa xoa hai má Dương Diệp, sau đó thì vung vẩy. Nhìn thấy Tử Điêu có chút cuống cuồng, Dương Diệp mỉm cười một tiếng, nói. Được rồi, ta đùa với ngươi thôi, chờ ngươi sau này cảm thấy thời cơ đã thích hợp thì ngươi phải nói cho ta biết nhé, được không? Tử Điêu gật gật đầu. Nữ tử ở bên kia lúc này lên tiếng. Tiểu gia hỏa, tiểu tử này tuy mới 17 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng cũng không tính là tài tuyệt kinh diễm, người đi theo hắn khẳng định không có tiền đồ gì đâu, không bằng đi theo ta nhé. Nghe vậy, Dương Diệp mặt tối sầm, nữ nhân này không ngờ ngay trước mặt hắn đào góc tường của hắn, còn khinh rẻ hắn như vậy, sớm biết như vậy, vừa rồi hắn không nên thả nàng ta ra. Tử Điêu nhìn nữ nhân với vẻ khinh thường, sau đó nhảy lên vai Dương Diệp, móng vuốt nhỏ sờ sờ tai Dương Diệp, không để ý đến nữ nhân nữa. Dương Diệp trong lòng vui lắm. Tiểu gia hỏa vẫn chịu theo hắn là tốt rồi. Nữ tử cười cười, cũng không thèm để ý đến thái độ của Tử Điêu, nhìn về phía Dương Diệp nói. Tiểu tử, nó nếu đã nguyện ý đi theo ngươi, vậy chính là tạo hóa của ngươi, nhớ kỹ, ngày sau ngàn vạn lần đừng bạc đãi nó, hiểu rồi chứ? Tiền bối, vãn bối vẫn cảm thấy ngươi trước tiên nên mặc quần áo vào đi đã. Dương Diệp đề nghị rất nghiêm túc, nói chuyện với nữ nhân trước mắt này. Nếu không phải thi triển ra kiếm ý, hắn chắc là mê đắm không nhận ra Đông Tây Nam Bắc rồi. Cho dù là có kiếm ý, nhưng nữ nhân trước mắt này hiện tại ăn mặc như vậy, nhìn mà nhiệt huyết phải sôi trào. Nữ tử cười khanh khách, nói. Ta đã không ngại thì ngươi ngại cái gì? Đừng nói với ta là ngươi không muốn nhìn thêm mấy cái nhé. Tuy nói vậy, nhưng nữ tử vẫn thuận tay phất một cái, một chiếc áo khoác được khoác lên người nàng ta, che đi cảnh xuân mê người đó. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ không chút che giấu, trò hề của Dương Diệp lúc trước nàng ta đã nhìn thấy rõ rồi. Dương Diệp phớt lờ ánh mắt của Tần Tịch Nguyệt, nhìn nữ tử nói. Tiền bối, vãn bối đã mở quan cái, cứu tiền bối ra, nếu không có việc gì khác thì xin tiền bối hãy thả chúng ta đi. Ngươi là đang nhắc ngươi có ơn cứu mạng với ta à? Nữ tử tựa cười mà như không phải cười nhìn Dương Diệp. Bị đối phương vạch trần, Dương Diệp mặt đỏ lên, nói. Chỉ là mất công một cái nhấc tay mà thôi. Nữ tử nói. Vốn ta còn cần 100-200 năm thời gian nữa mới có thể đi ra, nhưng không ngờ các ngươi lại tới nơi này. Đương nhiên, chủ yếu là tiểu gia hỏa này, vào giây phút nó tiến vào mộ của trụ vương, ta liền cảm nhận được khí thức của nó, cho nên ta mới thi triển bí thuật của cửu vĩ hồ để liên hệ với nó. Vốn ta cũng không nghĩ các ngươi thật sự sẽ đến. Nhưng các ngươi lại đến thật, hơn nữa còn mở quan tài này, để ta được ra trước, hành động này đối với ta cũng xem như là có ơn. Dương Diệp trong lòng vui lắm biết nữ nhân trước mắt này cũng coi như là một người tốt, biết tri ân báo đáp. Mà Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh thì cả kinh, thất thanh nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi là Đát Kỷ. Nàng ta là mẫu thân của ta. Nữ tử lạnh nhạt nói. Công chúa Thương Triều. Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt chấn động. Người trước mắt này không ngờ là công chúa của Thương Triều, chỉ là hai người không rõ, công chúa của Thương Triều này vì sao lại nằm trong quan tài. Hiện giờ là thiên hạ của đế quốc Đại Tần à? Nữ tử đột nhiên hỏi. Tần Tịch Nguyệt thầm dùng mình, năm đó Thương Triều có thể nói bại vong trong tay Tần Quốc, nữ nhân này là công chúa Thương Triều, chắc chắn là cực hận Đại Tần. Nếu để nàng ta biết thân phận của mình, vậy nữ nhân này hơn phân nửa sẽ không tha cho mình. Tuy không nhìn thấu được thực lực của người trước mắt này, nhưng thực lực của nàng ta khẳng định phải trên vương giả cảnh. Hiện giờ Nam vực đã nhất thống, Nam hiện tại chỉ có đế quốc Đại Tần.
Dương Diệp trầm giọng nói. Nhất thống rồi à? Nữ tử lại hỏi. Vậy nguyên môn thì sao? Tông môn này còn không? Nhắc đến nguyên môn, trong thanh âm của nữ tử mang theo vẻ lạnh lẽo. Vẫn còn, hiện giờ nguyên môn là một trong 6 thế lực lớn của Nam Vực. Dương Diệp trả lời. Nữ tử trầm mặc, không biết đang nghĩ gì, nhưng Dương Diệp biết, những gì nàng ta đang nghĩ nhất định không phải là tốt lành gì, bởi vì sắc mặt của nữ tử mang theo hàn ý. Lúc này, Tử Điêu sờ sờ tai Dương Diệp, sau đó lóe lên một cái chui vào trong cơ thể hắn, nằm ở trong ao huyền khí mà thiếp đi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa chui vào trong cơ thể Dương Diệp, nữ tử ở bên cạnh đột nhiên mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Tần Tịch Nguyệt thấy mà vô cùng khó hiểu. Tuy nàng ta cũng rất hiếu kỳ Tử Điêu và U Minh Lang Vương đó trốn đi đâu, nhưng bởi vì Dương Diệp không nói, nên nàng ta cũng không tiện truy hủy, chỉ cho rằng đó là thuật thần thông gì đó của huyền thú, nhưng hiện tại nhìn thần sắc của nữ nhân, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy rồi. Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của nữ tử, Dương Diệp thầm nghĩ không ổn rồi. Tỉa ra hỏa, người muốn ngủ thì ít nhất cũng phải đợi thêm chút nữa chứ. Nó biến đi đâu rồi? Nữ tử hỏi. Dương Diệp chớp chớp mắt, nói. Đây là thuật thần thông của nó, ta cũng không rõ lắm, lần sau ta sẽ hỏi nó giúp ngươi. Đánh rắm. Nữ tử nói một câu thô tục, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó ngọc thủ đặt lên ngực Dương Diệp, trực tiếp bắt đầu thăm dò thân thể Dương Diệp. Dương Diệp không chút do dự, rút kiếm chém một phát vào nữ tử trước mắt, không hề lưu thủ, Dương Diệp vận dụng kiếm ý và toàn lực. Tốc độ của một kiếm đó nhanh như tia chớp, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng mà, cho dù là một kiếm nhanh như tia chớp này lại vẫn bị hai ngón tay ngọc trắng muốt hoàn mỹ kẹp lấy. Nhìn thấy kiếm của mình không ngờ bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy, con người của Dương Diệp co rút lại, thực lực của nữ nhân trước mắt này thật sự là quá khủng khiếp, biết hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của nàng ta, đang chuẩn bị vận dụng huyết sát châu thì đúng lúc này nữ tử giống như là thấy gì đó, mắt bỗng nhiên trợn trừng, nói. Sao có thể, còn chưa nói xong, nữ tử liền chuẩn bị chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Đúng lúc này, một đạo năng lượng vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, hất nữ tử bay ra ngoài. Dương Diệp ngây ra, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đang chuẩn bị xuất thủ cũng ngây ngốc. Một luồng ánh sáng tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lập tức, một cỗ uy áp vô hình khủng bố như phô thiên cái địa ùa về phía nữ tử đó. Đợi đã! Nữ tử vội vàng nói. Ta không có ác ý. Dương Diệp ôm Tử Điêu đang tức giận vào lòng. Nhìn nữ tử trầm giọng nói. Ngươi lúc trước là có ý gì? Lúc trước nữ tử tuy ra tay với hắn, nhưng không có sát khí, hiển nhiên, nữ tử chắc không có ác ý với hắn. Nữ tử có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua phần bụng của Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện lúc trước là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Nhìn thấy ánh mắt của nữ tử, Dương Diệp rùng mình, trầm giọng nói. Ngươi phát hiện ra rồi à? Nữ tử gật đầu. Trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, nói. Ta hiện tại xem như đã minh bạch vì sao nó muốn đi theo ngươi rồi, thì ra trên người ngươi có kỷ vật thiên địa thần bí như vậy. Ngươi lúc trước là chuẩn bị cướp đoạt ư. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nói. Cướp đoạt á? Nữ tử lắc đầu, nói. Nó đã nhận ngươi làm chủ, lúc trước ta là vì không có được sự tán thành của ngươi, cho nên bị nó hất văng ra. Nghe vậy. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn tuy không biết tiểu tuyền qua thần bí này là thứ gì, nhưng từ trong lời nói của nữ tử đã biết được, tiểu tuyền qua này xem ra là chỉ chấp nhận hắn và người được hắn chấp nhận, người ngoài muốn tự tiện xông vào, nếu hắn không cho phép thì khẳng định là không thể vào được. Ngươi có biết nó là thứ gì không? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử lắc đầu, nói. Tuy ta không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta nghĩ... cho dù là thần vật trong truyền thuyết cũng không hơn được thứ này. Sao vậy, người cũng không biết nó là vật gì à? Thấy Dương Diệp và nữ nhân như đang giở trò bí hiểm, Tần Tịch Nguyệt không nhịn được hỏi. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Nữ tử có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng ta liền hiểu ra gì đó. Hiển nhiên, một nam một nữ trước mắt này tuy là một nhóm, nhưng khẳng định không phải là đạo lữ thật sự, nghĩ vậy, lập tức cười nói. Chờ ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ rồi, hắn lại nguyện ý mở rộng cửa lòng với ngươi thì ngươi sẽ biết chúng ta đang nói gì. Kết làm đạo lữ?
Tần Tịch Nguyệt rất nghi hoặc. Nữ tử cười quyến rũ nói. Đương nhiên, chờ ngươi và hắn kết làm rồi, khi hai người vu sơn, ngươi sẽ biết thôi. Không muốn để nữ nhân này tiếp tục nói bậy, Dương Diệp lên tiếng. Tiền bối, nếu chúng ta đã cứu ngươi ra rồi, vậy thì phiền tiền bối đưa chúng ta ra ngoài, được không? Nếu có thể, hắn là muốn giết người trước mặt để diệt khẩu, chuyện về tiểu tuyền qua, hắn thật sự là không muốn để nhân loại biết, nhưng biết sao giờ, thực lực của nữ nhân trước mắt này quá khủng bố, hắn hiện tại căn bản không phải là không thể đối chọi. Nữ tử cười cười, tay ngọc phung lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Một thoáng sau, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và nữ tử, về phần Tần Tịch Nguyệt thì không biết đã đi đâu mất rồi. Ngươi lại có ý gì thế? Dương Diệp trầm giọng nói, nắm chặt kiếm trong tay. Nữ tử cười quyến rũ nói. Yên tâm, tiểu tình nhân đó của ngươi không sao đâu, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, thế nào? Giao dịch gì? Dương Diệp nhíu mày, nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không muốn dính dáng tới nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này ít nhất cũng là linh giả cảnh, hơn nữa còn có các loại năng lực kỳ dị, cho dù hắn dùng huyết sát châu cũng không nhất định có thể đối kháng. Khóe miệng nữ tử cong lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ vô cùng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia quang mang kỳ dị, ôn nhu nói. Ta muốn được giống như tiểu gia hỏa kia, ở lại trong cơ thể ngươi, thế nào? Thanh âm của nữ tử tựa như có ma lực vậy, khiến cho ánh mắt của Dương Diệp trở nên mơ mơ màng màng. Đang chuẩn bị gật đầu thì đột nhiên một luồng ánh sáng tím bao phủ trên người Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, nghĩ đến bộ dạng của mình trước đó, Dương Diệp sắc mặt kịch biến, nữ tử trước mắt này lại đang thi triển yêu thuật kỳ dị với hắn, lập tức không chút do dự thi triển ra kiếm ý. Người đây giống như là đang giao dịch với ta à? Dương Diệp lạnh lùng nói, hắn không ngờ lần này hắn thật sự cứu ra một con sói mắt trắng, có điều như vậy cũng tốt, có bài học lần này. Hắn sau này nhất định sẽ không ngu ngơ đi làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc. Ý cảnh quả nhiên là khắc tinh của huyễn thuật. Thấy thuật pháp của mình vô dụng với nam tử trước mặt, nữ tử thấp giọng thở dài, sau đó nghiêm mặt nói. Ta thật lòng muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, ta muốn được giống như tiểu gia hỏa kia, tiến vào trong tiểu tuyền qua thần bí đó của ngươi. Mà để báo đáp, ta sẽ dẫn ngươi tới mộ thất thật sự của phụ vương ta. Ừ. Bên trong có huyền kỹ và công pháp mà phụ vương ta từng tu luyện, thế nào? Dương Diệp không thèm nghĩ ngợi nói luôn. Ta cự tuyệt. Nữ nhân trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải là hạng tốt lành gì, để nàng ta vào tiểu tuyền qua, vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà à? Vì sao? Nữ tử có chút khó hiểu, hỏi. Bởi vì thứ đó bài xích ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc trước tiểu tử kia lúc tiến vào tiểu tuyền qua của ta, tiểu tuyền qua không bài xích nó, mà khi ngươi lần nào tiến vào, nó lại bài xích ngươi. Về phần vì sao lại bài xích ngươi thì ta không biết, nhưng ta biết, nó khẳng định là không muốn để ngươi vào, hoặc là nói ngươi ta có uy hiếp đối với ta, cho nên nó mới như vậy. Nữ tử ngẩn ra, lập tức bật cười, đôi gò bồng ảo trước mặt theo tiếng cười mà rung rung, Dương Diệp thấy vậy liền híp mắt lại, mắng thầm đúng là họa thủy. Cười một hồi, nữ tử lại nói. Tiểu gia hỏa đó sở dĩ không bị bài xích, là vì nó là thủy thú, bản thân chính là được thiên địa ưu ái, nên được tiểu tuyền qua của đó của ngươi tán thành cũng là chuyện rất bình thường. Về phần ta bị bài xích, không phải ta có ý đồ xấu với ngươi, mà là do ta từ lúc ban đầu đã quá nôn nóng, có lòng xâm chiếm nó, thần vật có linh nên nó cảm nhận được, cho nên nó bài xích ta. Mà hiện tại ta đã biết nó nhận ngươi làm chủ, tất nhiên sẽ không có chủ ý với nó nữa. Ngươi cũng thẳng thắn quá nhỉ. Dương Diệp nói với vẻ châm chọc. Nữ tử cũng không thèm để ý, cười nói. Thế nào, nếu ngươi nguyện ý để ta ở trong tiểu tuyền qua của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới chủ mộ, đồng thời sau này khi ngươi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, ta có thể xuất thủ tương trợ, đương nhiên, chỉ hạn chế ở đối thủ dưới tôn giả cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp có chút động tâm, chủ mộ kia hắn cũng không để ý lắm, cái mà hắn để ý là một câu cuối cùng của nữ tử. Huyền giả dưới tôn giả cảnh nếu ra tay với hắn, nữ nhân trước mắt này sẽ ra tay tương trợ. Nói đơn giản một chút thì hắn sau này chẳng khác nào có thêm một đả thủ linh giả cảnh. Đả thủ linh giả cảnh, nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn kích động rồi. Có điều Dương Diệp vẫn có chút lý trí, không lập tức đáp ứng, việc này rất quan trọng,
hắn thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Hắn có thể để U Minh Lang Vương ở trong vòng xoáy đan điền, là vì tiểu gia hỏa có thể khiến hai U Minh Lang sợ hãi, nhưng nữ nhân trước mắt này, hiển nhiên, tiểu gia hỏa bây giờ vẫn chưa thể áp chế, nếu nữ nhân này có mưu đồ gây rối, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một lúc sau, Dương Diệp hỏi. Ngươi vì sao muốn tiến vào trong tiểu tuyền qua này? Nữ tử có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt đề phòng của Dương Diệp thì thầm dùng mình, biết nếu còn giấu giếm, thiếu niên trước mắt này nhất định sẽ không đáp ứng hợp tác với nàng ta, lập tức thẳng thắn nói. Bởi vì tiểu tuyền qua đó của ngươi có thể đề thăng tốc độ tu luyện của ta. Ta bị quốc sư phong ấn đã hơn 400 năm, cảnh giới tuy không hạ xuống, nhưng lại cũng đề thăng. Nếu ta không thể trong 3 năm mau chóng đề thăng tới tôn giả cảnh, ta sẽ vẫn lạc, bởi vì thọ mệnh của ta chỉ còn lại không đến 3 năm. Chính là bởi vì vậy à? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Còn bởi vì ta hiện tại không có nơi nào để đi. Nữ tử cười nói. Vốn là sau năm nay sẽ có người đến thả ta ra, nhưng ta hiện tại lại ra trước. Nói cách khác, chuyện quốc sư bố trí đã có biến số. Cũng chính là hiện tại ta chỉ có thể đi theo ngươi thôi. Dương Diệp không tin đoạn này, hắn vẫn có chút do dự xem có nên để nữ nhân này vào tiểu tuyền qua hay không. Nếu ngươi sợ ta ở trong tuyền qua gây bất lợi cho ngươi thì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì thần vật có linh, nếu ta dám có ý đồ xấu với ngươi, nó nhất định sẽ lại tự động ra tay với ta. Nữ tử cười khanh khách nói. Dương Diệp trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ. Nếu nữ nhân trước mắt này có thể tấn thăng đến tôn giả cảnh, đến lúc đó ta có thể nhờ nàng ta giúp ta cứu mẫu thân ra. Cho dù không cứu được thì cũng có một con bài chưa lật để đối kháng với Bách Hoa Cung, bằng không với lực lượng cá nhân của ta, muốn đối kháng với quái vật lớn như Bách Hoa Cung này thì thật sự là không biết phải mất bao nhiêu năm. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, nói. Ta đồng ý. Nghe vậy, nữ tử vui lắm, thân hình khẽ động. Hóa thành một con hồ ly màu trắng có 9 cái đuôi rồi đi tới trước mặt Dương Diệp, ngay khi nàng ta đang chuẩn bị chui vào trong cơ thể Dương Diệp thì Dương Diệp lại ôm lấy nó, sờ sờ cái đuôi của nó rồi cười nói. Hồ ly đáng yêu quá, cái đuôi đáng yêu quá. Ngươi muốn chết à? Khi Dương Diệp chạm đến đuôi của hồ ly, lông đuôi trắng muốt của hồ ly được phủ lên một lớp màu đỏ, sau đó một tiếng hét phẫn nộ xen lẫn với xấu hổ vang lên ầm ầm bên tai Dương Diệp. Nghe thấy tiếng hét này, Dương Diệp giật mình vội vàng thả hồ ly màu trắng ra, khi nhìn thấy hồ ly trắng đang giận dữ lườm hắn, Dương Diệp trong lòng rất hồi hộp, trước đó hắn chỉ là do thấy cái con màu trắng trước mắt này đáng yêu quá, nhưng lại quên mất nó đường đường là tồn tại cường giả còn mạnh hơn linh giả cảnh, hơn nữa còn là một con cái. Dương Diệp cười bẽn lẽn, nói, ngại quá, lần sau sẽ không dám như vậy nữa. Ngươi có biết đuôi của hồ ly là không thể sờ không? Hồ ly trắng lườm Dương Diệp, trong thanh âm mang theo một tia hàn ý. Vì sao vậy? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ta thường xuyên ôm tiểu tử kia mà, còn từng sờ đuôi nó nữa. Hồ ly nhìn Dương Diệp một lúc, thấy Dương Diệp không giống như là đang nói dối, lập tức lạnh lùng lườm Dương Diệp một cái, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp, đồng thời một đoạn thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai Dương Diệp. Đúng rồi, quên nói với ngươi. Cừu gia của ta hình như cũng khá nhiều đó, ví dụ như Đế quốc Đại Tần, Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung. Tóm lại các thế lực nổi danh của Nam Vực hình như đều là cừu gia của ta, nếu bọn họ biết ta đã ra, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Cho nên, nghĩ cho sự an toàn của ta và ngươi, sau này ngươi tốt nhất đừng có đi trêu chọc cường giả linh giả cảnh, cho dù lỡ có chọc rồi thì tốt nhất cũng đừng để ta phải ra tay, bởi vì ta nếu ra tay, ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của Nam Vực đó. Nói xong, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp từ từ trở nên mơ hồ. Bị lừa rồi đây là suy nghĩ trong lòng Dương Diệp lúc này. Qua mấy giây, khi Dương Diệp lại mở mắt ra thì đã quay về trong mật thất lúc trước, mà Tần Tịch Nguyệt thì đang gườm gườm nhìn hắn. Nàng ta thi triển huyễn thuật với ngươi à? Nhìn thấy Dương Diệp mở mắt, Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Diệp gật đầu, sau đó cười một cách chua chát, vốn còn tưởng rằng kiếm được một chỗ dựa cường hãn, nhưng nào có ngờ. Đây quả thực chính là một mầm tai họa, chỉ không chú ý một chút thôi sẽ biến hắn trở thành kẻ thù chung của Nam Vực. Hắn không hoài nghi lời nói của nữ tử, bởi vì năm đó Thương Triều từng đổ sát rất nhiều đệ tử của các thế lực. Cho nên, nữ tử nói những thế lực này sẽ không bỏ qua cho nàng ta cũng là có lý do.
Nàng ta đang ở đâu? Tần Tịch Nguyệt không hỏi nữ nhân đó và Dương Diệp bàn những gì, nàng ta rất biết chừng mực. Dương Diệp do dự một chút rồi nói. Ở cùng một chỗ với tiểu gia hỏa rồi. Có một số việc không cần thiết phải giấu giếm nữ nhân trước mắt này, hơn nữa cho dù hắn có giấu thì chắc cũng không thể lừa được nữ nhân khôn khéo như nàng ta. Hắn tin, nữ nhân này đại khái đã đoán được trên người hắn có bảo vật gì đó, chỉ là chưa biết chính xác là vật gì mà thôi. Quả nhiên, nghe thấy Dương Diệp không giấu giếm, khóe miệng Tần Tịch Nguyệt nở một nụ cười, sau đó nói. Hiện tại chúng ta nên là gì? Nàng ta đã đáp ứng dẫn chúng ta tới mộ thất thật sự của trụ vương. Dương Diệp cười cười. Sau đó hắn đi tới vị trí của quan tài, nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói. Tới đây. Tần Tịch Nguyệt vừa đi đến bên cạnh Dương Diệp thì mật thất đột nhiên rung chuyển. Lập tức, vị trí Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt đang đứng từ từ thụt xuống, rất nhanh, hai người cùng nhau chui vào trong mặt đất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy chân chạm vào đất rắn, hắn mở hai mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mí mắt giật giật. Trước mắt là một mật thất so với lúc trước thì to hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là mật thất trước mắt này được tạo thành từ hoàng kim. Đúng vậy, vách tường bốn phía, sàn nhà dưới chân, tất cả đều được làm bằng hoàng kim. Rất nhanh, Dương Diệp mắt nhìn về phía chính giữa mật thất, ở chính giữa, giống như là cái mật thất trước đó vậy, có một cỗ quan tài, có khác là, lần này chung quanh quan tài này ở có 12 pho tượng vệ binh mặc khôi giáp màu hoàng kim đang đứng gác. Đây là quan tài của trụ vương à? Nhìn chiếc quan tài đó, Dương Diệp thấp giọng nói. Chắc vậy. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Năm đó trụ vương có 12 hoàng kim hộ vệ, 12 pho tượng hoàng kim trước mắt này chắc là hộ vệ năm đó của hắn, mà quan tài 12 hộ vệ hoàng kim đó đứng canh chắc hẳn chính là của trụ vương. 12 hoàng kim hộ vệ. Dương Diệp không hiểu. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói. 12 hoàng kim hộ vệ này đều là cường giả đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong, năm đó có thể nói là khiến Đại Tần và các đại tông môn phải kiêng kỵ không thôi. Nếu không phải trụ vương năm đó muốn trừ bỏ tất cả tông môn vượt trên hoàng quyền, khiến cho người của các thế lực lớn liên hợp với nhau, chứ có 12 hoàng kim hộ vệ này, thương triều cũng không đến mức diệt vong đâu. Diệt 6 thế lực lớn. Dương Diệp cả kinh, nói. Điều này có thể sao? Lúc ấy thì có thể đấy. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Lúc đó bản thân trụ vương chính là cường giả đứng thứ hai nam vực, dưới trướng hắn lại có 12 hoàng kim hộ vệ, cùng với quốc sư thân công báo tinh thông thuật pháp và phù văn, còn có đại quân nhân loại huyền giả nhiều không đếm xuể. Đại thương triều lúc đó cho dù là đế quốc huyền thú cũng phải kiêng kỵ không thôi. Vậy ai là cường giả đệ nhất nam vực? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đối với tuyệt thế cường giả này của nam vực, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Ma Tôn. Một đạo ánh sáng trắng hiện lên, nữ tử vốn đang ở trong tuyển qua của Dương Diệp xuất hiện, nàng ta nói. Lúc ấy nam vực người trên thực lực cá nhân có thể chèn ép phụ hoàng ta cũng chỉ có Ma Tôn, cường giả được xưng là đệ nhất dưới tinh không nam vực này mà thôi. Ma Tôn, đệ nhất cường giả dưới tinh không nam vực. Dương Diệp động dung, ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới. Đệ nhất cường giả dưới tinh không. Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Hắn là đệ nhất cường giả được nam vực công nhận. Nói đến đây, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, nói. Đừng hâm mộ, ta tin rằng thời gian trôi qua, thành tựu của ngươi nhất định sẽ không dưới phụ hoàng ta và Ma Tôn này, chờ ngươi trở thành đệ nhất cường giả nam vực rồi, ta sẽ gả cho ngươi, thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi lại tinh thần, nói một cách châm chọc. Ngươi vì sao hiện tại không gả cho ta luôn mà phải chờ ta trở thành đệ nhất cường giả nam vực? Đối với người chỉ có thể chung phú quý chứ không thể chung hoạn nạn, Dương Diệp luôn rất khinh bỉ. Ta hiện tại gả cho ngươi thì ngươi dám cưới ta à? Nữ tử tựa cười mà như không phải cười nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nghẹn lời, không chịu yếu thế, nói. Ngươi dám gả thì ta dám cưới. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nữ nhân trước mắt này sẽ gả cho hắn. Đối phương nói như thế, chắc chỉ là đùa mà thôi. Nữ tử đảo mắt, sau đó cười nói. Đây chính là ngươi nói đấy nhé. Sau này đừng hối hận, bằng không Huyên Nhi sẽ coi thường ngươi đó. Nhìn thấy vẻ mặt của nữ tử, Dương Diệp lập tức cảm thấy có chút không đúng, trực giác nói với hắn, nữ nhân trước mắt này khẳng định đang giở trò mèo gì đó,
nhưng hắn lại không nghĩ ra vì sao đối phương nói hắn sẽ hối hận, lập tức nói. Ta nghĩ người phải là người hối hận mới đúng chứ. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh thầm lắc đầu, tiểu đệ đệ trước mắt này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không được linh hoạt lắm, đối phương đã bày ra cho hắn một cái bẫy, vậy mà hắn còn muốn cắm đầu chui vào. Nữ tử cười cười, không nói gì nữa, chậm rãi đi về phía chiếc quan tài đó, khi đi tới trước quan tài, nụ cười trên mặt nữ tử biến mất hoàn toàn, trong mắt hiện lên dao động, giống như là đang nhớ về những chuyện xưa. Một lúc sau, nữ tử hít sâu một hơi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng một cái, một giọt máu bắn về phía trán của Hoàng Kim hộ vệ đứng đầu. Giọt máu chui vào mi tâm, pho thượng đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, quỳ xuống trước nữ tử, cùng lúc đó 11 Hoàng Kim hộ vệ phía sau cũng chậm rãi quỳ xuống. Đây là... Dương Diệp yết hầu giật giật, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lúc trước Tần Tịch Nguyệt nói 12 Hoàng Kim hộ vệ này là cường giả tôn giả cảnh đỉnh phong, nếu 12 Hoàng Kim hộ vệ này còn sống, vậy thì là rất khủng bố. Đây là thuật khôi lỗi. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh đang khiếp sợ sau khi phục hồi lại tinh thần thì trầm giọng nói. Họ không phải còn sống, chắc là thuật cơ quan khôi lỗi nổi tiếng Nam vực năm đó. Nữ tử xoay người có chút bất ngờ nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói. Kiến văn rộng rãi đấy. Không ngờ ngươi ngay cả thuật cơ quan khôi lỗi đã thất truyền mấy trăm năm trước cũng biết, thân phận của ngươi chắc không đơn giản. Tần Tịch Nguyệt không nói gì, Dương Diệp hỏi. Thuật cơ quan khôi lỗi. Nói cách khác, những khôi lỗi này không phải là Hoàng Kim hộ vệ chân chính, chỉ là một khối khôi lỗi mà thôi. Nữ tử nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lắc đầu, nói. Cái này không phải là một khối khôi lỗi đơn giản, mỗi một khôi lỗi đều được tạo ra từ thiên tài địa bảo. Hơn nữa những khôi lỗi này cũng có một tia hồn phách của 12 Hoàng Kim hộ vệ. Không chỉ như vậy, quốc sư còn dùng bí thuật vô thượng để bảo tồn ý thức chiến đấu của bọn họ lúc sinh tiền rồi phong ấn tại vào bên trong. Tuy bọn họ hiện tại không phải là tôn giả cảnh, nhưng thực lực của họ lại không thể khinh thường. Nói đơn giản một chút thì mỗi một người bọn họ đều tương đương với một huyền giả linh giả cảnh. Dương Diệp trong lòng cả kinh, lập tức hai mắt sáng rực, có chút hưng phấn nói. Bọn họ có phải đều nghe lời ngươi hay không? Nếu có thể thu phục những Hoàng Kim vệ sĩ này, vậy hắn sau này chẳng phải có thể càn quét Nam vực hay sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, nghiêm mặt nói. Nể tình ngươi cứu ta ra, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ngoại vật, chỉ có để thăng thực lực của bản thân ngươi mới là vương đạo, đừng có lẫn lộn đầu đuôi. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức lắc đầu, đạo lý này hắn sao mà không biết? Chỉ là nếu không mượn dùng ngoại vật, hắn cần năm nào tháng nào mới có thể cứu mẫu thân hắn ra. Chẳng lẽ thật sự phải đợi hắn trở thành tuyệt thế cường giả sao? Trước tiên không nói tới hắn có thể trở thành tuyệt thế cường giả hay không, cho dù sau này thật sự trở thành cường giả thì chỉ sợ mẫu thân hắn cũng mất rồi. Người có vật đó, lại lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu một lòng tu luyện, thành tựu ngày sau nhất định sẽ bất phàm. Nếu cứ bỏ phí tâm tư vào những chuyện loạn thất bát tao tuy trong thời gian ngắn thật sự có thể cho ngươi hoành hành, nhưng thời gian kéo dài, ngươi sẽ càng lúc càng ỷ lại những ngoại vật này, từ đó dẫn tới thiên phú của bản thân ngươi bị mai một, còn có thể khiến tâm võ đạo của ngươi thay đổi, nhớ đó. Nữ tử lại nói, cảm ơn những lời khuyên. Dương Diệp gật đầu, nghiêm túc nói, bất kể là như thế nào, nữ tử trước mắt cũng là có ý tốt, hắn xin ghi nhận. Nữ tử gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía quan tài, ngọc thủ vỗ nhẹ vào quan tài. Lập tức, nắp quan tài trong nhảy mắt bị đẩy ra, cùng lúc đó, một thân ảnh có chút trong suốt từ bên trong quan tài chậm rãi bay lên. Đạo thân ảnh này là một nam tử, từ tướng mạo cho thấy, khoảng chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm, hai mắt nhắm nghiền, mặc long bào màu tím, tuy thân thể này là hư ảo, giống như là hồn phách. Nhưng dù ở cách vài chục trượng Dương Diệp vẫn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách từ trên người người này. Hắn biết, người trung niên trước mắt này có thể chính là cường giả số 2 Nam vực năm đó Trụ Vương. Nhìn người trung niên trước mắt, trong mắt nữ tử hiện lên một tia phức tạp, sau đó hai tay ở trước ngực kết một thủ ấn kỳ dị. Lập tức, một cỗ hào quang màu hồng nhạt từ thủ ấn tỏa ra. Trụ Vương năm đó không phải đã chết dưới sự vây công của các cường giả sao? Nhìn người trung niên hai mắt nhắm chặt, bồng bềnh trên không trung, Dương Diệp trầm giọng nói. Tần Tịch Nguyệt trả lời. Trụ Vương thật sự chắc đã biến mất trong thiên địa rồi.
thứ tồn tại hiện tại nếu ta đoán không sai thì chắc chỉ một tia hồn phách của trụ vương. Mà nàng ta hiện tại chắc là đang lay tỉnh tia hồn phách này. Người ta sau khi chết thì thật sự có hồn phách à? Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Con người có hồn phách, nghe đồn thuật sư trước kia có thể chủ động tách hồn phách rời khỏi nhục thân, đồng thời còn có thể dùng hồn phách để thi triển ra rất nhiều thủ đoạn khủng bố. Tần Tịch Nguyệt nói. Đương nhiên, khi thực lực của bản thân ngươi đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể khống chế hồn phách của bản thân mình. Chỉ có điều chỉ sợ ít nhất cũng phải là hoàng giả cảnh mới có thể làm được. Hoàng gia gia của ngươi, cũng chính là Thủy Hoàng, là cường giả hoàng giả cảnh à. Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Chắc vậy. Tần Tịch Nguyệt hờ hững nói. Ta cũng không rõ lắm, dù sao từ lúc ta sinh ra tới giờ, chưa bao giờ gặp ông ta cả. Đừng nói là ta, cho dù là hoàng đế ca ca của ta cũng chưa từng gặp ông ta. Ta nghĩ nếu không phải Đại Tần xuất hiện nguy cơ gì đó thì ông ta sẽ không tùy tiện ra mặt đâu. Người tới đẳng cấp như bọn họ, đối với tình thân hay là quyền thế đều có cái nhìn rất nhạt. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi cố gắng để trở nên mạnh mẽ, mục đích cuối cùng là gì? Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ôm mỹ nhân, hay là vì trường sinh bất lão, ngạo tiếu thiên địa? Ta á! Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia mê man, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền trở nên kiên định. Ta chỉ muốn tự nắm giữ vận mệnh của người mà ta quan tâm, để họ không bị người khác bắt nạt. Đương nhiên, nếu có thể có năng lực tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ôm mỹ nhân, trường sinh bất lão thì chẳng có gì tốt hơn. Có thể, chờ ngươi đứng trên đỉnh thế giới này rồi, ngươi muốn gì cũng làm được hết. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Hy vọng là vậy. Dương Diệp cũng cười cười. Đúng lúc này, người trung niên đang bồng bềnh trên không trung đột nhiên mở to hai mắt, người trung niên đỡ đẫn nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người nữ tử trước mặt hắn, hồi lâu sau, hắn lên tiếng. Ngươi là Huyên Nhi. Nữ tử gật đầu. Thấy nữ tử gật đầu, khuôn mặt ác liệt của người trung niên hiện lên một nụ cười nhu hòa, đột nhiên, hai mắt hắn nhíu lại, cả giận nói. Ngươi vì sao chỉ còn lại không đến 2 năm thọ mệnh? Thằng nhãi thân công báo đó đâu rồi? Chấm lúc trước đã lệnh cho hắn phải chiếu cố ngươi cho tốt, vì sao ngươi hiện giờ không ngờ chỉ còn lại 2 năm thọ mệnh? Phụ hoàng chớ giận. Nữ tử giải thích nói. Năm đó nữ nhi bị cường giả của Nguyên Môn đả thương đến hồn phách, đồng thời bị người của Quỷ Tông để lại ấn ký trên hồn phách của nữ nhi. Quốc sư bất đắc dĩ, chỉ có thể phong ấn nữ nhi ở trong mộ địa này. Thông qua linh mạch ẩn của nơi này và thuật tu hồn của quốc sư trị liệu. Chỉ là nữ nhi không ngờ, chữa trị một cái thôi là mất mấy trăm năm. Nguyên Môn, Quỷ Tông. Trong mắt trụ vương hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén, một cỗ lệ khí hiện lên trên mặt hắn, nói. Chấm lúc trước nên nghe theo lời quốc sư, dùng thủ đoạn lôi đình để diệt sát những tông môn thế ngoại này, chấm hối hận lắm. Nếu chấm lúc trước tàn nhẫn hơn một chút, vương triều của chấm sẽ không bị tiêu diệt. Mẫu hậu của ngươi cũng không đến mức bị nguyên thiên của Nguyên Môn chảm sát. Phụ hoàng, ngươi có thể sống lại không? Nữ tử trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Sống lại á? Trụ vương ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nói. Thất hồn lục phách của trẫm đã mất lục hồn lục phách, vốn tia hồn phách này cũng nên biến mất trong thiên địa rồi, chỉ là trẫm không nỡ bỏ ngươi, cho nên mới vận dụng bí pháp, lại bảo quốc sư dùng bí thuật vô thượng bảo lưu thay trẫm. Hiện giờ chấm đã thấy ngươi rồi, tia hồn phách này cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa. Phụ hoàng, vậy cừu hận của thương triều và mẫu hậu thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nữ tử có chút thất thần, nói. Trụ vương đột nhiên nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh, nói. Ngươi là người của hoàng thất Tần Quốc à? Trên người ngươi có khí vận gia thân. Tần Tịch Nguyệt biến sắc, lập tức cười chua chát, không hổ là cường giả số 2 nam vực năm đó. Tuy chỉ là một tia hồn phách, nhưng vẫn chỉ cần nhìn một cái là phát hiện ra lai lịch của nàng ta, nàng biết không thể giấu giếm, chỉ đành gật đầu. Thấy Tần Tịch Nguyệt gật đầu, nữ tử đứng trước mặt trụ vương con ngươi co rút lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Dương Diệp dùng mình, theo bản năng đứng chắn trước mặt Tần Tịch Nguyệt ngẩn ra, lập tức trong lòng cảm thấy ấm áp. Trụ vương nói, sự sụp đổ của một vương triều là điều hết sức bình thường. Chấm bại trong tay Đại Tần cũng là ý trời ý người, ta không oán hận Đại Tần, cho dù oán hận thì cũng sẽ không ra tay với ngươi.
Tiền bối không hổ là cường giả kinh diễm đại lục năm đó, khí độ lòng dạ này khiến Tịch Nguyệt bội phục. Tần Tịch Nguyệt vội vàng nói. Trụ vương mặc kệ Tần Tịch Nguyệt, nhìn về phía Dương Diệp, đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, nói. Ngươi không ngờ lĩnh ngộ được kiếm ý, ồ, còn là kiếm ý đệ nhất trọng đỉnh phong. Phụ hoàng, hắn là vị hôn phu của nữ nhi. Lúc này, nữ tử trước mặt trụ vương đột nhiên lên tiếng. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, thầm nghĩ nữ tử trước mắt này lại muốn giở trò gì đây, chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hắn à? Trụ vương sắc mặt lại biến đổi, đột nhiên, một cỗ uy áp khủng bố vô hình đột nhiên ập về phía Dương Diệp. Khi cảm nhận được uy áp khủng bố này, hai chân Dương Diệp đột nhiên cong xuống, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống, không nghĩ ngợi nhiều, kiếm ý phun trào, đối kháng với uy áp khủng bố đó. Tần Tịch Nguyệt cũng biến sắc, nàng ta cổ tay khẽ động, đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, nhưng mà nàng ta lại kinh hãi hiện, nàng ta lúc này không ngờ không thể động đậy. Nữ tử đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng tựa hồ là nghĩ ra gì đó, lại ngậm chặt miệng. Lúc này Dương Diệp sắc mặt đỏ bừng, trên trán và trên mặt chi chít mồ hôi to bằng hạt đậu, lúc này hắn cảm thấy trên người mình giống như có một ngọn núi lớn đang đè, cho dù hắn thi triển ra hết kiếm ý, nhưng mà, ngọn núi này vẫn ép cho hắn không thở nổi. Dần dần, chân Dương Diệp càng lúc càng cong, giống như sắp sửa phải quỳ xuống. Không! Ngay khi đầu gối sắp chạm đất, một cỗ cảm xúc khuất nhục từ trong đáy lòng Dương Diệp trào ra, Dương Diệp phát ra một tiếng gầm như dã thú, Dương Diệp hắn không quỳ với trời, không quỳ với đất, người trước mắt này dựa vào gì mà bắt Dương Diệp hắn phải quỳ. Cho dù hắn là cường giả số 2 nam vực vào mấy trăm năm cũng không được. Nhìn thấy Dương Diệp không ngờ có thể chống lại uy áp của hắn, trong mắt trụ vương hiện lên một tia kinh ngạc và tán thưởng, tuy chỉ là không đến 1% uy áp của hắn, nhưng phải biết rằng, 1% uy áp này cho dù là một số vương giả cảnh cũng không thể chống cự, mà thiếu niên trước mắt này lại kiên cường chống đỡ được. Tuy ánh mắt lộ ra của trụ vương ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng uy áp vô hình mà Dương Diệp phải thừa nhận không chỉ không giảm đi, mà ngược lại càng lúc càng nặng hơn, điều này khiến cho ý thức của Dương Diệp cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Kiếm giả, phải có bản sắc, tha chết không cúi, tâm không tạp niệm, kiếm tâm sáng trong, nhất kiếm phá vạn pháp. Đột nhiên, Dương Diệp nhớ lại một đoạn thoại mà tổ sư của Kiếm Tông lưu lại trên kiếm đá dựng trong luyện võ trường của Kiếm Tông, lúc này trong đầu hắn không ngừng nhớ lại đoạn thoại này. Rất nhanh, Dương Diệp chậm rãi khiến tâm cảnh trở nên sáng trong, gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung. Cùng lúc đó, đầu gối vốn sắp quỳ của hắn cũng từ từ trở nên thẳng hơn. Ồ, kiếm tâm thông minh. Trong mắt trụ vương hiện lên một tia bất ngờ. Lập tức, sắc mặt trụ vương trở nên nghiêm túc. Nếu thiếu niên trước mắt này chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy thì cũng chỉ có thể khiến hắn hơi bất ngờ chút mà thôi. Nhưng nếu là kiếm tâm thông minh, vậy thì cho dù là hắn, cũng phải coi trọng. Kiếm tâm thông minh, cũng giống như kiếm ý, thuộc về cảnh giới mà kiếm tu ao ước. Kiếm ý có thể gia tăng lực lượng của ngươi tu kiếm và áp chế trói buộc đối phương, mà kiếm tâm thông minh thì có thể khiến tâm kiếm đạo của người tu kiếm trở nên thuần khiết hơn, sẽ không bị bất kỳ sự vật nào mê hoặc, có thể thấy rõ bản chất của tất cả sự vật. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, cái ám chỉ chính là kiếm tâm thông minh, bởi vì người có kiếm tâm thông minh sẽ không bị vạn pháp xâm nhập. Người lĩnh ngộ được kiếm ý trụ vương đã thấy nhiều rồi, nhưng người có kiếm tâm thông minh thì hắn chưa thấy qua. Chỉ nghe nói tới một người, đó chính là Tiêu Giao Tử, tổ sư của Kiếm Tông, năm đó đánh khắp Nam vực không địch thủ, được gọi là Kiếm Thánh. Hiện tại, hắn lại gặp được một người, không chỉ như vậy, đối phương còn lĩnh ngộ cả kiếm ý, tư chất này cho dù là hắn cũng không khỏi phải động dung. Huyền Nhi ở bên cạnh sau khi khiếp sợ thì sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ chua chát, kiếm tâm thông minh, vậy đại biểu sau này tất cả huyễn thuật và thuật pháp đều sẽ cũng không có bất kỳ tác dụng. Không chỉ là huyễn thuật, cho dù là huyền kỹ, người trước mắt này cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó một kiếm là phá. Tóm lại, Dương Diệp lĩnh ngộ được kiếm ý và kiếm tâm thông minh chính là khắc tinh lớn nhất của cửu vĩ thiên hồ các nàng. Nếu trên người Dương Diệp không phải có Tiểu Tuyền qua thần bí đó, nàng ta sẽ không chút do dự trảm sát hắn ngay tại đây, bởi vì ở trước mặt hắn, tất cả huyễn thuật và thiên phú thần thông của cửu vĩ thiên hồ nàng ta đều trở thành khói bụi. Thật lâu sau, Dương Diệp mở to hai mắt, một cỗ sóng khí vô hình đột nhiên tỏa ra trên người hắn. Trong mắt, một luồng kiếm quang không thể nhìn thấy chợt lóe lên, giống như là nhận thấy được gì đó.
Hai mắt Dương Diệp lại nhắm lại, một lúc sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến thành mừng như điên. Hắn quan sát bên trong cơ thể một phen, phát hiện không chỉ bản thân đã trở thành tiên thiên, quan trọng hơn là không gian của tiểu tuyền qua trong cơ thể hắn cũng thành lớn hơn rất nhiều, vốn chỉ có thể chứa 50 người, nhưng hiện tại lại có thể chứa tới 100 người, trừ không gian của tiểu tuyền qua, ao huyền khí của hắn cũng biến thành lớn hơn nhiều, vốn chỉ to bằng thùng tắm, hiện tại thùng tắm này đã biến thành một cái ao dài 5 thước, rộng 5 thước. Ngoài ra, hắn còn phát hiện, huyền khí màu vàng kim cũng đã biến đổi về chất, hiện tại huyền khí màu vàng kim so với trước kia thì càng thuần túy hơn, tuy từ ngoài mặt thì rất khó nhìn ra, nhưng Dương Diệp thì có thể cảm giác được. Đương nhiên, Dương Diệp không phát hiện, bên trong huyền khí màu vàng kim đó có một số huyền khí tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Tóm lại, hắn lần này không chỉ tấn thăng thành cường giả tiên thiên, mà ngay cả tiểu tuyền qua trong cơ thể cũng có đề thăng lớn. Dương Diệp thi lễ với trụ vương, thân thể đang càng lúc càng trở nên hư ảo, nói. Đa tạ tiền bối. Hắn không ngốc, biết người này lúc trước dùng uy áp để áp bức hắn, không phải là muốn gây bất lợi cho hắn, mà là đang giúp hắn, về phần nguyên nhân, hơn phân nửa là có liên quan tới hồ ly tinh kia. Trụ vương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Chúc mừng ngươi tấn thăng tiên thiên, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý đệ nhị trọng. Nếu chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, vậy người trước mắt này vẫn không thể lọt được vào mắt hắn, nhưng đối phương đã có kiếm tâm thông minh thì lại khác, hoàn toàn có tư cách trở thành con rể của hắn. Kiếm ý đệ nhị trọng. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức hỏi. Tiền bối, kiếm ý chia trọng à? Đương nhiên, cường giả của kiếm tông không nói với ngươi à? Trụ vương có chút bất ngờ. Dương Diệp cười chua chát, nói. Vãn bối đã không còn là đệ tử của kiếm tông. Kiếm ý phân cảnh giới, sư phó Lâm Sơn của hắn chưa từng nói với hắn, hắn cũng không biết là sư tôn của Lâm Sơn không nói, hay là bản thân Lâm Sơn cũng không biết. Có điều theo hắn nghĩ, sư tôn Lâm Sơn của hắn hẳn là không biết, dù sao Lâm Sơn chủ tu đạo phù lục, đối với kiếm đạo chắc khá là xa lạ. Ngươi không phải đệ tử của kiếm tông. Trụ vương càng thêm bất ngờ, nói. Ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý sao có thể không phải là đệ tử của kiếm tông? Dương Diệp cười cười lắc đầu, đúng là ai thấy hắn cũng cho rằng hắn là đệ tử của kiếm tông, thế là bèn kể ra chuyện giữa hắn và kiếm tông. Trục xuất ngươi khỏi kiếm tông. Trụ vương sau khi nghe Dương Diệp kể xong thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó bật cười, nói. Người đuổi ngươi ra khỏi kiếm tông quả thật là ngu không ai bằng, nếu túy đạo nhân đó biết được, không biết là nên cao hứng hay là tức giận. Túy đạo nhân. Dương Diệp khó hiểu. Một người kinh diễm tài tuyệt có thiên tư giống như ngươi. Trụ vương cười nói. Năm đó hắn bởi vì giết người của nguyên môn, do đó bị tông chủ của kiếm tông trục xuất ra khỏi kiếm tông, nhưng mà không tới mấy năm, người này cũng giống như người lĩnh ngộ của kiếm ý, lại tự nghĩ ra huyền kỹ thiên cấp, vô cực nhất kiếm. Lúc ấy nam vực, thế hệ trẻ tuổi đều coi hắn là số một. Hắn có về lại kiếm tông không? Đối với loại cường giả này, Dương Diệp rất có hứng thú. Cái này thì ta không biết. Trụ vương cười cười nói. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Lúc trước kiếm tông vì gọi hắn về kiếm tông, thái thượng trưởng lão của kiếm tông ra mặt dáng tông chủ kiếm tông lúc trước đã đuổi hắn ra khỏi tông thành trưởng lão, nhưng một người thân cao khí ngạo như hắn, làm sao chịu quay về. Có điều hắn tuy không về kiếm tông, nhưng cũng thủ hộ kiếm tông, nghe nói là năm đó sư phó hắn trước lúc lâm chung đã dặn dò hắn. Hắn tuy không có cảm tình gì với kiếm tông, nhưng đối với sư phó của hắn lại có tình cảm sâu đậm, bởi vì hắn năm đó vốn là sắp bị tông chủ của kiếm tông xử tử, về sau sư phó của hắn dùng tính mạng để bảo vệ hắn. Cho nên trước lúc sư phó hắn lâm chung, hắn đã đáp ứng yêu cầu của sư phó, thủ hộ kiếm tông. Cũng chính bởi vì có hắn, kiếm tông nhân tài điêu linh đến bây giờ vẫn là một trong 6 thế lực lớn, không bị thế lực khác thâu tóm. Bởi vì không có một thế lực nào lại không ý kỵ một cường giả hoàng giả cảnh biết kiếm ý. Xem ra đại tần ngươi nắm rất rõ những chuyện bí mật của các tông môn. Huyên Nhi ở bên cạnh Tần Tịch Nguyệt, cười lạnh nói. Tần Tịch Nguyệt nhìn Huyên Nhi một cái, không nói gì. Dương Diệp không ngờ kiếm tông có cường giả hoàng giả cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa cũng có hoàn cảnh giống như hắn, đều là bị kiếm tông trục xuất. Nếu sau này hắn trở thành tuyệt thế cường giả, thiên trưởng lão hoặc là Tô Thanh Thi yêu cầu hắn đến thủ hộ kiếm tông, hắn liệu có đáp ứng hay không? Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu,
hắn hiện tại không có thời gian để nghĩ tới những cái này, lập tức ôm quyền với trụ vương, nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Chuyện kiếm ý, hắn vẫn luôn muốn được làm rõ. Trụ vương khẽ gật đầu, nói. Kiếm ý phân làm 9 trọng, trọng thứ 9 thì gọi là đại viên mãn. Mỗi lần đề thăng một trọng, thực lực của ngươi sẽ đề thăng một cách rõ ràng. Ví dụ như trọng thứ nhất, kiếm ý có thể đề thăng thực lực của ngươi lên 3 thành, mà trọng thứ hai thì có thể đề thăng 6 thành, cứ vậy mà tính tiếp. Không chỉ như vậy, sự áp chế và trói buộc của kiếm ý đối với địch nhân của ngươi cũng vậy, hiện tại ngươi đối chiến với đối thủ yếu hơn ngươi, ngươi căn bản không cần phải xuất thủ, sử dụng kiếm có thể ép đối phương không thể sinh ra lòng phản kháng. Cường hãn vậy à, Dương Diệp có chút khiếp sợ, hắn biết kiếm ý có thể áp chế và trói buộc đối thủ, nhưng không ngờ, khi kiếm ý đạt tới trình độ nhất định, không ngờ có thể trực tiếp khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ có kiếm ý trọng thứ hai đã khủng bố như vậy, nếu là trọng thứ 9 thì sao? Sẽ khủng bố tới trình độ nào? Thật sự là khiến cho người ta phải chờ mong. Cố nén sự kích động trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Tiền bối, sau kiếm ý trọng thứ 9 thì sao? Sau trọng thứ 9, trụ vương thấp giọng lẩm bẩm nói. Vậy chắc là kiếm vực đỡ rồi, lấy kiếm làm gốc, tự thành lĩnh vực. Tiền bối, trụ vương nói rất khẽ. Dương Diệp căn bản là không nghe thấy. Trụ vương lắc đầu nói. Ngươi đừng có mơ ước xa vời, hiện tại tạo dựng căn cơ vững chắc mới là chính đáng, về phần trên kiếm ý, ngày sau ngươi sẽ tự biết thôi. Tuy vẫn rất hiếu kỳ, nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.